bạch quang càng thêm sáng ngời, vô số phù văn màu trắng ở trong đó nhảy lên, dường như muốn tránh thoát trói buộc của gợn sóng kim sắc, làm cho khu vực gợn sóng kim sắc nhuộm thành màu trắng, tốc độ chậm rãi hướng tới gần Hàn Lập lấy mắt thường có thể thấy được. Sắc mặt Hàn Lập bắt đầu trở nên tái nhợt, nhưng vẫn tiếp tục thúc giục chân ngôn bảo luân. Dưới sự ấp bách của hôi quang, khu vực gợn sóng kim sắc bao phủ hắn không ngừng thu nhỏ lại. Lúc này, đạo bạch quang kia đã cách hắn chưa đầy 20 trượng rồi. Hoa phục thanh niên dường như đã thấy được thắng lợi, hai tay tiếp tục bấm niệm pháp quyết, hắc quang trên người lần nữa sáng ngời. Vào thời khắc này, dị biến phát sinh, hư không phía sau thanh niên bỗng nhiên nổ vang một một tiếng cực lớn, bên trong hắc vụ lượn lở hiện ra một hư ảnh con cua màu vàng nhà to cỡ căn phòng, phía trên quấn quanh vô số kim sắc hồ quang điện, tản mát ra chấn động pháp tắc chi lực đáng sợ, hung hăng cắt bỏ hướng về phía hoa phục thanh niên, tốc độ nhanh như tia chớp. Sắc mặt hoa phục thanh niên đại biến, trong tay bấm pháp quyết mãnh liệt, hắc quang trên người gã cuồn cuộn trong nháy mắt nhiều ra một kiện áo giáp kiện áo giáp này màu tím đen tạo hình có chút dư tợn mũ bảo hộ là một cái đầu rồng đầu vai và gối có gai nhọn đâm ra mặt ngoài che kín hoa văn màu đen tản mát ra một cỗ sát khí ngút trời phanh càng cua kim sắc hung hăng cắt trên áo giáp màu tím phát ra một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa toàn bộ thân hình hoa phục thanh niên bị đánh bay ra ngoài áo giáp màu tím trên người cũng nổi lên từng vết dạn mặc dù có áo giáp ngăn cản một chút nhưng vẫn có một cỗ man lực đáng sợ truyền vào trong cơ thể thanh niên, làm cho lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gã cuồn cuộn một hồi, oa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Gã bị đánh bay về sau, nghiên mực lớn mất đi người điều khiển, thời điểm đạo cột sáng màu trắng bắn ra cách hàn lập chưa đủ 10 trường, cuối cùng vô lực tán loạn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn còn đang quay quanh đỉnh đầu hàn lập, hồi sắc quang mang do nó điều động cũng theo đó lập lè bất ổn một hồi. Không gian màu xám quanh người hàn lập cũng chấn động một hồi, bỗng nhiên mở đi rất nhiều, Cấm cố chi lực cũng giảm đi. Hào quang trên người hắn lập tức tỏa sáng, bay ra mấy quang đoàn màu sắc khác nhau, hóa thành hư ảnh chân linh thiên long, thanh loan, lôi bằng. Tất cả hư ảnh chân linh vây quanh thân thể của hắn quay tít một vòng, sau đó đều chui vào trong cơ thể của hắn. Bên ngoài thân Hàn Lập bỗng nhiên hiện ra quang mang tử kim mút trời, thân hình điên cuồng lớn lên, hóa thành một cự nhân màu tử kim ba đầu sáu tay. Bên ngoài thân hiện ra từng miếng lân phiến kim sắc cùng linh văn ngân sắc trên bụng cũng xuất hiện bảy đồ án tinh thần, tản mát ra tinh quang chói mắt, hòa lẫn với quang mang tử kim trên người. Một cỗ khí thức vô cùng to lớn từ trên người hắn bộc phát ra, làm không gian màu xám chung quanh run rẩy một hồi. Cự nhân màu tử kim chảo một cái vào hư không, ánh sáng màu xanh trên lòng bàn tay đại phóng, một thanh cự kiếm màu xanh hiển hiện phóng tới, hung hăng chém xuống. Một đạo kiếm quang màu xanh hình trang lưỡi liềm cự đại vô cùng bắn ra, chung quanh quấn quanh từng đạo điện mang vừa thô vừa to làm cho người ta nhìn qua kinh tâm phách chảm lên màn sáng màu xám xoẹt một tiếng vang thật lớn lúc này không gian màu xám bị bổ ra một khe hở dĩ nhiên là liên thông với bên ngoài thân thể cự nhân màu tử kim uốn éo hóa thành một đạo tử sắc ảnh tử từ trong khe hở bắn ra nhanh vô cùng chỗ nghi tâm nứt ra một khe hở hiện ra một con mắt đen kịt nằm dọc Vèo, một cột sáng dựng thẳng óng ánh từ trong mắt bắn ra trực tiếp biến thành một tiểu kiếm mơ hồ, lóe lên rồi biến mất vô tung. Sau một khắc, kiếm này từ hư không xuất hiện sau đầu hoa phục thanh niên, chém xuống một cái. Động tác của hắn liên tiếp như nước chảy mây trôi, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Hoa phục thanh niên tuy rằng bị đánh bay bị thương, phản ứng vẫn là cực nhanh, bàn tay vội vàng vung lên, một quang trưởng màu đen dơ lên đỉnh đầu chụp vào tiểu kiếm mơ hồ. Xuy một tiếng vang nhỏ, khi quang trưởng màu đen chụp tới tiểu kiếm mơ hồ, bóng kiếm lập tức lóe lên, vậy mà hư không tiêu thất. Thanh niên hơi ngẩn ra, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trong đầu sóng ánh sáng lóe lên, tiểu kiếm mơ hồ từ hư không xuất hiện, hung hăng chảm lên thần hồn của gã. a à, hai tay hoa phục thanh niên ôm lấy đầu, trong miệng phát ra tiếng kêu thê lương cực kỳ thảm thiết. Vào lúc này, kim sắc lội ảnh lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân cũng xuất hiện một bên sau lưng hoa phục thanh niên, hai tay mở rộng ra. Âm ầm hai luồng kim sắc lôi cầu cực lớn từ người giải đạo nhân phóng ra, to như tiểu sơn, vừa thô vừa to, cùng với kim sắc hồ quang điện ở phía trên nhảy lên, tê tê, e, e, i rung động, thoạt nhìn làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Mặt ngoài lôi cầu hiện ra từng miếng phủ văn lôi điện màu vàng mịt mờ, từng miếng to như mặt bàn, chợt hiện không thôi, tản mát ra chấn động pháp tắc mãnh liệt. Hai tay giải đạo nhân hợp lại, hai luồng lôi cầu cực lớn lập tức dung hợp cùng một chỗ, một tiếng sét đánh nổ mạnh, hóa thành một chuôi cự kiếm lôi điện cực lớn. Một vòng kim quang đan vào lôi hồ, lấy cự kiếm làm trung tâm, nhanh chóng cuốn ra bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, tất cả hắc vụ tiêu thất không còn, bị tiêu diệt dễ như trở bàn tay. Bên trong hư không mười dặm xung quanh đều phát ra âm thanh vù vù, vô số thiên địa linh khí biến ảo thành ngũ sắc quang cầu hiển hiện phóng tới, hội tụ lại phía cự kiếm như thủy triều. Ngũ sắc quang mang mặt ngoài lôi điện cự kiếm lượn lờ, tách ra quang mang làm khiếp người, dẫn tới hư không xung quanh chấn động một hồi. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi, bầu trời trăm dặm chung quanh bỗng nhiên ảm đạm hoa phục thanh niên chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cự kiếm đã ầm ầm rơi xuống, phách chảm lên người gã. Một tiếng vang thật lớn, áo giáp màu tím trên người thanh niên lập tức hiện ra vô số vết giặt, sau đó phanh một tiếng bạo liệt ra. Thân thể hoa phục thanh niên lập tức bị lôi điện cực lớn bao phủ, bạo liệt ra, hóa thành huyết nhục đầy trời. Cách đó không xa, Hàn Lập sớm đã biến trở về hình dáng nguyên bản, mắt thấy cảnh này, hắn thở nhẹ ra một hơi. Vào thời khắc này, một ít đoàn hắc quang cực kỳ ảm đạm bên trong thịt nát đầy trời hiển hiện ra, sau đó lập tức tiêu thất trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Hàn lập thấy vậy, lam quang trong đôi mắt lập lè, mắt dọc ở mi tâm lé lên. Một đạo ô quang nhanh chóng bắn tới, lé lên, đánh vào một nơi trong hư không, sau đó chui vào biến mất không thấy. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, chỗ hư không kia lập tức run rẩy lên, sau đó phun ra mảng lớn quang mang đen nhánh, đan vào cuồn cuộn, một tiểu nhân cao vài tấc, quanh thân hắc quang lượn lờ, loạn choạng ngã ra. Nhìn kỹ ngũ quan tiểu nhân, thình lình đúng là nguyên anh của tên hoa phục thanh niên kia. Hắn bị phá diệt pháp mục bắn ra ánh sáng đánh chúng hiển lộ tung tích, nhưng cũng không bị tổn thương gì, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nộ, hai cái tay nhỏ bé bấm niệm pháp quyết trước người, đang tính làm tiếp mấy thứ gì đó. Nhưng vào lúc này, hư không bên cạnh gã hơi chấn động, một xiềng xích óng ánh vô thanh vô tức bay tới, như thiểm điện khốn trói người nó lại toàn thân xiềng xích tản mát ra ngân sắc quang mang óng ánh, hơn nữa hình thể như ẩn như hiện, dường như cũng không phải là thực thể, tản mát ra khí tức thần niệm. Sắc mặt nguyên anh thanh niên kinh hãi, hắc quang trên người đại phóng, ra sức dẫy dụa. Nhưng bất luận nó cố gắng thế nào, xiềng xích óng ánh cũng không nhúc nhích một chút, ổn như bàn thạch. Bóng người lóe lên, thân ảnh Hàn Lập cùng giải đạo nhân một trước một sau xuất hiện bên cạnh nguyên anh thanh niên, trong tay giải đạo nhân cầm lấy một vật, chính là nguyên hợp ngũ cực sơn cùng nhiên mực màu đen không có hòa phục thanh niên thúc dục quang mang cả hai ảm đạm đơn giản bị giải đạo nhân thu rồi nguyên anh thanh niên dường như hiểu bất luận thế nào cũng trốn không thoát đình chỉ dẫy giụa liếc nhìn hàn lập sau đó ánh mắt rơi vào trên người giải đạo nhân không thể tưởng được ngươi còn cất giấu thủ đoạn sát thủ này còn có xiềng xích này nếu ta nhìn không lầm hẳn là thần niệm chi liên có thể thi triển thần thông này ngươi hẳn là tu luyện cấm thuật nào đó ngữ khí nguyên anh thanh niên bình tĩnh nói hàn lập cũng không để ý tới đối phương một tay phất lên, phát ra một mảnh hào quang màu xanh, bay về phía dưới, sau một lát nâng lên hai cái chữ vật pháp khí, đúng là vật của hai tên béo gầy đánh chết lúc trước. Hắn lại phát ra một cỗ hỏa diễm màu đỏ, bao phủ thi thể hoa phục thanh niên, thiêu đốt hừng hực, trong nháy mắt đốt cháy tàn thể hầu như không còn, sau đó hỏa diễm cuốn ngược về, bên trong nâng một giới chỉ màu đen. Hàn lập không nhanh không chậm thu những vật này vào. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía Nguyên Anh thanh niên, chậm rãi nói ra, nói đi, người đến tột cùng là ai, Tại sao lại ba phen bốn lượt tìm tới ta? Nếu câu trả lời khiến ta hài lòng, ta sẽ cho ngươi được chết một cách thống khoái. Ha ha, muốn giết cứ giết, muốn ta trả lời vấn đề của ngươi, mơ tưởng. Nguyên Anh thanh niên cười lạnh nói. Hàn Lập không nói gì nữa, một tay nhấc lên, năm ngón tay nắm vào đầu Nguyên Anh. Một cỗ hắc quang u ám từ trong tay hắn bộc phát ra, bao bọc Nguyên Anh thanh niên lại, sau đó thẩm thấu vào bên trong. Trên mặt Nguyên Anh thanh niên lập tức vặn vẹo một hồi, lộ ra sắc mặt đau đớn bất quá trong mắt lại lộ ra vẻ trào phúng nghiến răng nghiến lợi nói chỉ là chân tiên cũng đòi siêu hồn kim tiên thực là không biết tự lượng sức mình hàn lập mắt điếc tai ngơ toàn lực vận chuyển bí thuật siêu hồn từng vòng ánh sáng đen kịt từ lòng bàn tay tán phát ra bao phủ nguyên anh màu đen nhưng mà chính như đối phương nói bất luận hắn thúc giục thế nào cũng không cách nào chạm đến thần hồn nguyên anh ở sâu bên trong hàn đạo hữu không cần phí sức từ chân tiên đến kim tiên thần hồn sẽ phát sinh lột xác dùng cảnh giới ngươi bây giờ xác thực không có khả năng tiến hành siêu hồn kim tiên mà ta chỉ là một cỗ khôi lối cũng không cách nào thi triển siêu hồn thuật giải đạo nhân mở miệng nói ra hàn lập nghe vậy năm ngón tay chậm rãi buông lỏng nguyên anh thanh niên nói thật cho ngươi biết nếu như ngươi dám giết ta tiêu tấn hàn chắc chắn triển khai không ngừng nghỉ đuổi giết ngươi nếu ngươi thả ta ta có thể lập hồn thề giữa ta và ngươi xóa bỏ ân oán không những vậy ta còn có thể cho ngươi một ít chỗ tốt Nguyên Anh thanh niên thở nhẹ, lập tức cười lạnh nói. chương 341, Luyện Anh, ta đã từng nói, không có ý định thả ngươi một con đường sống đấy. Hàn lập nhàn nhạt nói ra, vừa dứt lời, không đợi Nguyên Anh thanh niên nói cái gì nữa, hắn liền há miệng phun ra một đoàn ngân sắc hỏa diễm, chính là tinh viêm chi hỏa, bao bọc Nguyên Anh thanh niên lại. Ngân sắc hỏa diễm hung hăng thiêu đốt, Nguyên Anh thanh niên lập tức phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Nhưng mà ngoại trừ khuôn mặt vặn vẹo thống khổ bên ngoài của gã, cũng không có chút dấu hiệu tan thành mây khói, thậm chí có thể thấy, ngay cả khí tức cũng không suy giảm bao nhiêu. Nguyên bản trước kia, đối với tinh viêm chi hỏa, mọi việc đều thuận lợi, nhưng trước nguyên anh thanh niên này lại không hiệu quả chút nào. Hàn lập quan sát một hồi lâu, khẽ cao mày, tâm niệm thúc giục. Ngân sắc hỏa diễm đột nhiên xoay tròn quanh nguyên anh thanh niên, hình thành một vòng xoáy ngân sắc hỏa diễm lớn cỡ vài thước, tản mát ra nhiệt độ cực cao, nóng gấp mấy lần lúc trước. Hàn lập, thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nguyên Anh thanh niên càng phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, dưới sự vây đốt của ngân sắc hỏa diễm, bên ngoài thân hình mơ hồ bị thẩm thấu. Nhưng mà sau khi luyện đến mức này, mặc cho hắn thúc giục ngân sắc hỏa diễm thế nào, Nguyên Anh cũng không có thêm nữa phần phản ứng. Hàn Lập suy nghĩ một chút, cong ngón tay búng ra một đạo thanh sắc kiếm khí, lăng không hiện ra phóng tới chảm lên người Nguyên Anh. Phanh, kiếm khí vỡ vụn ra, từ đầu đến eo phần bụng của Nguyên Anh thanh niên hiện ra một đạo vết chém, nhưng rất nhanh liền dần dần hồi phục, không thấy bóng dáng. Hàn lập thấy tình hình này, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hàn đạo hiểu, nguyên anh tu sĩ kim tiên cảnh cứng như kim thạch, so với chân tiên cảnh thì bản chất khác nhau, dùng thực lực của ngươi bây giờ muốn luyện hóa hắn, chỉ sợ ít nhất cũng cần vài năm mới có thể triệt để giết chết hắn. Người giao phong cùng hắn tuy rằng không lâu, nhưng khó bảo đảm rằng Bạch Ngọc Phong bên kia không chú ý. Giải đạo nhân chợt nói, theo ý giải đạo hiểu, phải xử trí nguyên anh này như thế nào đây? Nếu bỏ mặc không để ý tới, chắc chắn rước lấy mầm tai họa vô tận. Hàn lập nhướng mày hỏi, kỳ thật, đối với tu sĩ chân tiên cảnh thì nguyên anh kim tiên khó có thể giết chết, nhưng với tu sĩ kim tiên cùng dai, vẫn có biện pháp, chỉ cần ngươi đừng tiếc tiên nguyên thạch thôi. Giải đạo nhân nói như thế, giải đạo hữu nếu có biện pháp, cứ vận dụng là được. Hai mắt hàn lập sáng ngời nói, giải đạo nhân gật đầu, há miệng ra, xoẹt một tiếng, một mảng lớn kim sắc lồi điện từ trong miệng y phun ra, ở giữa không trung đan vào nhau, sau đó biến thành một tầng lôi võng dày đặc, hung hăng bao bọc nguyên anh thanh niên lại. Mặt ngoài lôi võng, từng đạo kim sắc lôi xà lay động, tản mát ra một cỗ khí tức cường đại làm cho người ta sợ hãi, cùng tinh viêm chi hỏa đan vào nhau, hình thành một quang cầu hai màu vàng bạc. Thanh âm đùng đùng, không ngừng vang lên, bên trong quang cầu, toàn thân nguyên anh thanh niên run rẩy, thân thể bắt đầu bị thẩm thấu, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Chọn vẹn thời gian cạn một chén trà về sau, giải đạo nhân bấm niệm pháp quyết phung lên, kim sắc hồ quang điện tiêu tán vô hình, lộ ra một cỗ ngân sắc hỏa diễm bao bọc nguyên anh cao vài tấc. Hàn lập thấy vậy, lông mày hơi nhăn lại, nhưng sau đó liền giãn ra. Tuy rằng thân thể vẫn còn, nhưng thoạt nhìn hình dáng đã bị thẩm thấu, mặt ngoài mơ hồ hiện ra kim quang nhẹ nhẹ, mà hai mắt lại vô thần, trong đó thần hồn chấn động yếu ớt vô cùng, hiển nhiên thần hồn chi lực trong nguyên anh đã bị phá thành mảnh nhỏ, hầu như chỉ còn lại một cái xác không hồn. Giải đạo hữu vì sao không dứt khoát tiêu diệt nguyên anh này tan thành mây khói. Vừa rồi ra tay hai lần, có lẽ tổn hao mất 500 tiên nguyên thạch, không chừng còn nhiều hơn một chút a." À. Hàn Lập nhìn giải đạo nhân có chút ngưng trọng hỏi một câu. "Ta cũng không có ý định tiết kiệm tiên nguyên thạch cho ngươi. Chẳng qua là đột nhiên nghĩ đến, nguyên anh kim tiên cũng là vật phi phàm, là tài liệu chính dùng để luyện chế một loại đan dược tên là Kim hồn đan, nếu như hủy diệt thật là đáng tiếc. Hơn nữa nguyên anh đến bước này, đã bị luyện hóa hoàn toàn. Về phần người nọ, coi như đã triệt để biến mất trên thế gian rồi." giải đạo nhân trầm mặc một chút sau đó chậm rãi mở miệng nói ra kim hồn đan có tác dụng gì hàn lập cảm thấy hơi lạ hỏi ta cũng không biết gần đây trong đầu thường xuyên nhớ lại một ít trí nhớ vụn vặt trong đó có kim hồn đan này tựa hồ là một loại đan dược hiếm có về sau nếu ta nhớ lại sẽ nói cho đạo hữu a giải đạo nhân nói như thế cũng tốt hàn lập gật đầu tâm niệm vừa động thu hồi thần niệm chi liên sau đó hắn lấy ra một cái hộp ngọc đưa nguyên anh kim tiên này vào trong đó lại dán lên mấy đạo phù phong ấn trên hộp lúc này mới thu vào chúc mừng đạo hiếu thu hồi một kiện trọng bảo đã mất về phần món bảo vật này cũng là vật phi phàm giải đạo nhân nói xong cầm nguyên hợp ngũ cực sơn cùng nghiên mực màu đen trong tay đưa tới hàn lập tiếp nhận hai kiện bảo vật ánh mắt nhìn về phía nghiên mực màu đen trước trong mắt nổi lên một tia dị sắc nghiên mực này tuyệt đối là một kiện hậu thiên tiên khí phẩm chất cực cao nó phóng thích ra tia sáng được gọi là diệt hồn chân quang có lẽ ẩn chứa pháp tắc chi lực nào đó đủ ảnh hưởng đến thần hồn chính mình năm đó sở dĩ mất đi trí nhớ lưu lạc đến linh hoàn giới chỉ sợ hơn phân nửa có liên quan đến vật này chưa tác dụng đó ra vật này còn thúc giục không gian hắc phân kia cũng là hảo thủ đoạn vây khốn địch. bất quá hắn cũng không có nhiều thời gian nghiên cứu vật ấy xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía nguyên hợp ngũ cực sơn bảo vật này trước kia hắn tốn hao không biết bao nhiêu tâm huyết vì đồ kiếp phi thăng mà chế tạo ra về sau hẳn là gặp phải thanh niên kia nên bị đoạt lấy lúc này đây chính mình lại lần nữa thu hồi nó về, không khỏi có chút cảm khái. Theo lời đối phương nói, nguyên hợp ngũ cực sơn bây giờ so với năm đó khác nhau rất lớn, bên trong căn cơ tuy rằng vẫn là nguyên từ thần sơn cùng với năm ngọn núi, nhưng bên trong mỗi một ngọn núi, tựa hồ cũng tăng thêm không ít linh tài, hơn nữa sử dụng thủ đoạn cao minh nào đó luyện chế lại một lần nữa. Như vừa rồi thanh niên thúc giục bảo vật này, tạo thành tác dụng cấm cố chính bản thân mình, cũng đã khác xưa, hắn có chút kích động chẳng qua là hiện tại thời gian cấp bách không kịp xem xét kỹ lúc này hắn mới thu vào hai kiện bảo vật này hàn đạo hữu nơi đây không nên ở lâu hay là vẫn nên rời khỏi đây cho thỏa đáng trước khi bạch ngọc phong bên kia giải quyết xong giải đạo nhân mở miệng nhắc nhở ta cũng muốn rời đi chẳng qua là cấm chế nơi này không giống bình thường muốn phá giải cũng không hề dễ dàng người có biện pháp nào không hàn lập nhìn về phía hoàng vụ cấm chế cười khổ một tiếng nói giải đạo nhân nghe vậy thân hình nhoáng một cái bay đến trước hoàng vụ cấm chế, hai mắt nhìn đánh giá một lát, chợt đưa tay đặt lên trên hoàng vụ cấm chế, trên tay hiện ra một tầng hoàng mang nồng đậm. Hàn lập thấy cảnh này, hơi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra một tia kỳ dị. Từ khi giải đạo nhân dung hợp với khôi lỗi này, linh tính tăng lên nhiều, càng lúc càng giống một tu sĩ chính thức rồi. Sau một lát, giải đạo nhân thu tay về, như thế nào, Hàn lập hỏi, cấm chế rất huyền diệu, hơn nữa có nhiều tầng liên kết, đan xen vào nhau, Xem ra bố trí cấm chế này chính là một đại sư." Giải đạo nhân trầm ngâm nói, "Có biện pháp phá giải không?" Hàn Lập lại hỏi, "Có lẽ không vấn đề, bất quá đầu tiên cần tiêu hao không ít tiên nguyên thạch, kích phát một thần thông tiên lôi mới có thể phá vỡ." Giải đạo nhân trầm mặc một chút, nói ra, "Cần bao nhiêu tiên nguyên thạch?" Hàn Lập hỏi vội, tính cả tiên nguyên thạch còn lưu lại, không sai biệt lắm cần khoảng 300 khối a. Giải đạo nhân trầm ngâm nói, "Không thành vấn đề, đạo hữu cứ thi triển là được." Hàn Lập nghe vậy, trong nội tâm hơi kinh hãi, tiếp theo cười khổ một tiếng nói. Lúc trước hắn rủ rỗ thanh niên kia, lại để cho giải đạo nhân đánh lén, đã để giải đạo nhân tiêu hao trong cơ thể không sai biệt lắm 6-700 miếng tiên nguyên thạch, giờ lại muốn thêm 300, cộng lại hầu như chiếm một phần 3 tiên nguyên thạch trên người hắn rồi. Xem ra sau này nếu không có chuyện khẩn cấp, tuyệt đối không nên gọi giải đạo nhân ra nhiều lần như thế, chính mình còn trông cậy vào tiên nguyên thạch, thông qua vô thường minh, thu thập đủ tài liệu đạo đan còn lại đây chính là cần một số tiên nguyên thạch không nhỏ a à. Đang cân nhắc, hắn lật tay lấy ra một cái túi chữ vật, quăng cho giải đạo nhân. Giải đạo nhân cũng không khách khí, phất tay lấy tất cả tiên nguyên thạch từ trong túi ra, trực tiếp nuốt xuống, sau đó còn nói thêm, ta còn cần mượn nhờ những đạo binh kia của ngươi một chút. Đạo binh, Hàn Lập nghe vậy khẽ giật mình, bất quá vẫn là lấy ra hồ lô đạo binh, đưa tới. Giải đạo nhân phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, miệng hồ lô lập tức phát ra ánh sáng màu vàng mãnh liệt, từng hạt đậu màu ố vàng bắn ra như mưa, lơ lửng trên không trung, khoảng chừng có mấy trăm hạt. Trong miệng y lẩm bẩm, hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Đường vân bên ngoài hạt đậu màu vàng sáng lên, tản mát ra một hồi hoàng mang sáng ngời, nhưng không có biến hóa thành đạo binh, chẳng qua là biến lớn lên một tí, chậm rãi kéo dài, hóa thành một vật óng ánh như côn gỗ màu vàng kim. Hoàng mang trói mắt từ những đậu binh trên côn gỗ tán phát ra, hơn nữa kết nối lẫn nhau, hình thành một hàng ngũ cổ quái, Nhìn như hỗn tạp, kỳ thực ẩn chứa huyền diệu. Hàn Lập thấy cảnh này, trong nội tâm khẽ động, tuy nói dùng đạo binh bày trận cũng không phải là sự tình hiếm có, nhưng giải đạo nhân sử dụng đạo binh bày trận, ngược lại coi là sự tình khác người, cũng không biết có phải trí nhớ mở ra sau bao năm bị quên mất hay không. Trong miệng giải đạo nhân tụng đọc chú ngữ, hai tay liên tiếp đánh ra từng đạo pháp quyết, mỗi một đạo đều chuyển xác rơi vào trên một cây côn gỗ. Mấy trăm cây côn gỗ run rẩy một hồi, hào quang tỏa sáng, từng đạo tinh thi màu vàng từ trên côn gỗ dâng lên, ngưng tụ thành một cái pháp trận màu vàng. Y lập tức quát khẽ một tiếng, hai tay lăng không ấn xuống. Mấy trăm cây côn gỗ lập tức bay ra, đâm vào bên trong bức tường xương mù màu vàng. Bức tường xương mù màu vàng cuồn cuộn một hồi, một tầng hoàng mang từ phía trên phóng ra, ngăn cản phía trước côn gỗ. Tay giải đạo nhân bấm nhanh pháp quyết, pháp trận màu vàng lập lè kịch liệt, vô số hoàng mang ở bên trong nhanh chóng vận chuyển, thình lình ép bức tường xương mù màu vàng xuống, côn gỗ chậm rãi đâm vào bên trong bức tường xương mù. Uy nguyên rầm rầm, trong phạm vi bao phủ của pháp trận màu vàng, quang mang trên bức tường xương mù lập tức tối sầm lại, màu vàng xương mù phía trên tiêu tán nhanh chóng, lõm vào một mảng lớn. Sau khi hoàng vụ tan hết, lộ ra bên trong một tầng hào quang óng ánh, tất cả sắc quang mang lưu chuyển ở phía trên, thoạt nhìn cực kỳ huyền diệu. Hàn lập nhìn xem pháp trận bên trên hoàng vụ, khẽ gật đầu. Lúc này giải đạo nhân lại khoanh chân ngồi xuống, trong miệng lẩm bẩm âm thanh sét đánh vang lên, từng đạo kim sắc hồ quang điện vừa thô vừa to trên người hiển hiện phóng tới, tản mát ra từng cỗ chấn động pháp tác táo bạo, khuếch tán ra chung quanh. Thiên địa linh khí trong vòng ngàn dặm lập tức nổi lên sóng gió, ngưng tụ thành từng đoàn từng đoàn tử sắc quang đoàn, hội tụ lại phía giải đạo nhân. chương 342, Rời Tông, giữa không trung hiện ra từng đám mây đen, giao nhau cuồn cuộn, rất nhanh che phủ nửa không trung. Từng đạo hồ quang điện cuồn cuộn tán loạn trong mây đen, lúc ẩn lúc hiện, truyền ra trận trận tiếng lôi minh đinh tai nhức óc. Vô cùng vô tận linh khí hội tụ đến, sáp nhập vào trong mây đen. Hai tay giải đạo nhân bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trên người lôi quang lập lòe, lan tràn ra chung quanh, hình thành một pháp trận lôi điện rộng chừng vài chục mẫu. Pháp trận lôi điện này có chút quái dị, hình dạng cao gầy, vô số phù văn lôi điện phiêu động bên trong pháp trận. Giải đạo nhân bỗng nhiên dương đôi mắt, đánh ra một đạo pháp quyết về phía bầu trời. Uy uy rầm rầm từng đạo lôi điện bên trong lôi vân đánh xuống, nhao nhao chui vào trong pháp trận lôi điện quanh người giải đạo nhân, làm cho hào quang tỏa sáng, cấp tốc vận chuyển, truyền ra tiếng nổ mạnh ù ù, càng lúc càng chói mắt. Hàn Lập đứng trên hư không, sắc mặt như thường, nhưng trong nội tâm lại không thoải mái. Mới vừa rồi giao phong cùng hoa phục thanh niên, tuy rằng không lâu, nhưng đưa tới động tĩnh không hề nhỏ. Lúc này giải đạo nhân thi triển một kích này phát tán ra chấn động càng không tầm thường, căn bản không thể giấu được động tĩnh với đám người ở Bạch Ngọc Phong cách đây mấy vạn dặm. Chỉ là ở đó đang trải qua một cuộc đại chiến có một không hai, chưa chắc sẽ rãnh rỗi quan tâm đến nơi này. Vào lúc này, giải đạo nhân quát khẽ một tiếng, pháp trận lôi điện bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, sau đó thu nhỏ dần lại, tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được. Sau mấy hơi công phu, pháp trận lôi điện nguyên bản lớn chừng mấy chục mẫu đã thu nhỏ lại thành lôi cầu to chừng hai ba mươi trượng, mặt ngoài tản mát ra lôi quang chói mắt, làm người không thể nhìn thẳng. Rời đi, giải đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy, một tay bấm niệm pháp quyết. Lôi cầu đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, dùng xu thế nhanh như chớp hung hăng đánh vào chỗ lõm trên hoàng vụ cấm chế, làm nó quay tròn, điên cuồng chuyển động. uy uinh rầm rầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa truyền đến, nội địa sơn mạch trong vòng ngàn dặm đều chấn động, đại địa vỡ ra từng khe hở, sơn mạch lắc lư kịch liệt, những sơn mạch hơi nhỏ liền trực tiếp sụp đổ, khắp nơi đều là cảnh tượng long trời lở đất như ngày tận thế hoàng vụ cấm chế cũng cuồn cuộn kịch liệt sương mù nhấp nhô cuồn cuộn như là sóng biển từng đạo lôi điện vừa thô vừa to từ bên trong lôi cầu tuôn ra lan tràn ra bốn phía hoàng vụ cấm chế làm sương mù màu vàng vỡ ra từng tầng nhưng sương mù màu vàng từ bốn phía không ngừng hội tụ lại nơi này như là trăm sông đổ về một biển hai thứ lại nhất thời rằng co tại đó hàn đạo hữu giúp ta một tay giải đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói hàn lập nghe vậy không chút do so dự bay lên không ánh sáng màu xanh lóe lên vài cái, toàn thân đã đến cách vị trí bị lõm trên hoàng vụ cấm chế chưa đầy trăm trượng. Hai tay áo hắn run lên, 72 đạo kim quang tuôn ra, xoay quanh trước người một lát, sau đó ngưng tụ thành một kim sắc cự kiếm dài chừng trăm trượng, mặt ngoài kim sắc điện quang vây quanh. Tay Hàn lập thúc dục kiếm quyết, cự kiếm nhoáng một cái chém về phía trước. Trong chốc lát, một đạo kim sắc điện quang lượn lờ quanh trường kiếm trăm trượng chém vào vị trí bị lõm trên hoàng vụ, âm thanh phong lôi vang lên oanh một tiếng vang thật lớn, ngay chỗ khu vực giải đạo nhân, lôi cầu xé rách xuống, mặc dù có thể tự động khôi phục, nhưng một kiếm này của Hàn Lập làm những xương mù màu vàng chung quanh vào tới như tờ giấy mảnh bị xé rách, cuốn ngược về sau, tốc độ khôi phục đại giảm. Bạo cho ta, giải đạo nhân hét lớn một tiếng, trong tay thúc giục pháp quyết, đoàn lôi cầu ầm ầm bạo liệt ra, lập tức một vòng kiêu dương hiện ra, từng cỗ gợn sóng cuồng quyền phóng ra tứ tán lấy mắt thường có thể thấy được. Cuối cùng, ngay chỗ bị lõm của hoàng vụ bị đánh xuyên ra một cái động lớn to cỡ căn phòng. Sau kích này, lôi quang trên người giải đạo nhân ảm đạm, thần sắc có chút mỏi mệt. Đi, hàn lập quát khẽ một tiếng, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, hoàng mang trên bức tường xương mù lóe lên, mấy trăm khối đậu binh bay vụt về, rơi vào trong hồ lô, rồi một luồng sáng xanh từ trên người phóng tới, cuốn lấy giải đạo nhân và cả hồ lô thu về. Sau đó hắn xuyên qua động lớn, phóng ra bên ngoài. Ngay lúc hắn khó khăn lắm mới thoát ra, hoàng vụ trên cấm chế phía sau vẫn cuồn cuộn động lớn bị đánh ra nhanh chóng lấp đầy trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu sương mù màu vàng trên tường chấn động một hồi nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh dường như không phát sinh bất cứ chuyện gì hàn lập nhìn đám mấy trắng xanh ngoài trời thở dài một hơi cảm giác như sống sót sau tai nạn sau đó nhìn thoáng qua giải đạo nhân hỏi giải đạo hữu người thế nào rồi cấm chế này cường đại hơn xa so với tưởng tượng của ta may mà hàn đạo hữu nắm tốt thời cơ ra tay mới không bị thất bại trong gang tắc. Kế tiếp, ta muốn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, giải đạo nhân nói ra, hàn lập gật đầu, một tay phất lên, 12 gốc câu lôi một bắn ra, lơ lửng xung quanh người, trong miệng nói lẩm bẩm Kim sắc lôi điện ở phía trên hiển hiện phóng tới, rất nhanh hình thành một pháp trận lôi điện, vô số phù văn lôi điện cuồn cuộn chấp động không thôi, khiến cho hư không bên cạnh cũng theo đó chấn động, bắt đầu vặn vẹo. Hàn lập nhắm mắt cảm ứng một chút, sau đó mở mắt ra, khẽ gật đầu, thu pháp quyết lại. Pháp trận lôi điện lập tức đình chỉ vận chuyển, lôi quang chói mắt như trường kình hấp thủy sáp nhập vào bên trong câu lôi mộc, bị nó thu vào. Lôi trận truyền tống vận chuyển bình thường, phía trước lại không có không gian cấm chế. Mặc dù là tiên cung, có thể bố trí xuống tầng cấm chế này đúng là đại tổn, không có khả năng còn có tầng cấm chế thứ hai có phạm vi lớn hơn. Giải đạo nhân nói, tuy là như thế, nhưng chỗ bạch ngọc phong kia tùy thời đều có khả năng có biến. Chúng ta rời đi trước rồi hãy nói hàn lập quay đầu lướt nhìn hoàng vụ cấm chế hai tay bấm niệm pháp quyết vô số kim sắc lôi điện phóng ra sau đó bao quanh người hắn hình thành một cái pháp trận lôi điện hơi nhỏ giải đạo nhân hóa thành một đoàn kim quang bay vào trong tay hàn lập kim sắc điện quang đại phóng trói mắt thân ảnh hàn lập từ bên trong biến mất vô tung một lúc lâu sau phía trên xích hà phong hư không lập lòe từng đạo kim sắc lôi điện hiển hiện ra ngưng tụ thành một cái pháp trận lôi điện bóng người lóe lên thân ảnh hàn lập ở bên trong hiện ra sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn không tiếc tiên nguyên thạch, không ngừng thi triển lôi điện truyền tống, cuối cùng trong thời gian ngắn nhất, một đường chạy như điên đến nơi này, tiên linh lực trong cơ thể sớm đã cạn kiệt. Hàn lập hít sâu một hơi, sau đó thân hình bay vụt hạ xuống. Trên không trung tiếng lôi điện nổ vang, làm đám tôi tớ trong động phủ đã chú ý từ sớm, vội vàng chạy ra nghênh đón. Đại hội truyền giảng tổ chức, có rất nhiều người trong đám tôi tớ ở các ngọn núi lớn tiến đến nghe giảng, xích hà phong cũng là như thế hôm nay chỉ có ba người lưu thủ, dù sao ngọn núi to như vậy vẫn cần có người trông coi. Ba người đang muốn kho mình hành lễ, lại bị Hàn Lập phất tay bảo ngưng lại nói. Không cần đa lễ, đứng ở đây chờ ta, lát nữa ta có việc muốn nói với các ngươi. Hàn Lập nói xong, không nói gì nữa, thân hình lóe lên bay vào trong động phủ, đi thẳng tới Linh Dược Viên. Hắn có thói quen mang những vật trọng yếu theo bên mình, duy chỉ có những linh dược này không tiện xử lý như thế. Hôm nay Trúc Long Đạo gặp biến cố, hắn mạo hiểm phản hồi, cũng chính là vì việc này. Dù sao những năm qua, hắn không tiếc vốn liếng góp nhặt không ít linh dược luyện chế đan dược, thậm chí luyện chế đạo đan, không cam lòng cứ như vậy vứt đi không để ý tới. Hàn lập phất tay phát ra một cỗ ánh sáng màu xanh, trong khoảnh khắc bao phủ toàn bộ linh dược viên. Sau một khắc, từng gốc linh thảo linh dược tính cả linh thổ chung quanh, đột ngột từ mặt đất bay lên, nhào nhào bay đến tay Hàn lập. Động tác của hắn cực kỳ quen thuộc, đưa vào trong hộp chứa phù hợp, cẩn thận từng ly từng tí thu vào trong vòng tay chữ vật. Một lát sau, cả tòa động phủ xích hà phong vang lên thanh âm ù ù, cấm chế bao phủ xung quanh động phủ tiêu tán ra, một bộ khí cụ bầy trận từ các nơi bay lên, chui vào trong động phủ. Bên ngoài động phủ, ba gã tôi tới nhìn thấy tình cảnh trước mắt, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, lệ trưởng lão chẳng lẽ muốn, một gã thanh niên mặt chữ điền thoạt nhìn hơn 20 tuổi thì thảo nói ra. Không biết, nhìn sắc mặt lệ trưởng lão, hẳn là xảy ra chuyện đại sự gì đó khả năng có quan hệ cùng dung động mạnh trước đây không lâu mộng hùng lắc đầu nói vào lúc này trước ba người ánh sáng màu xanh lóe lên thân ảnh hàn lập vô thanh vô tức hiện ra không chờ ba người hành lễ hàn lập đã mở miệng nói thời gian cấp bách nói thêm càng thừa thải, ta cũng không muốn nói nhiều tông môn gặp nội loạn thậm chí liên quan đến bắc hàn tiên cung chỉ sợ sau này trong tông sẽ có một cuộc dung chuyển không nhỏ bổn tọa định rời khỏi chỗ thị phi này hiện tại các ngươi có hai lựa chọn, theo ta rời đi, hoặc lưu lại, tự sinh tự diệt. Dù sao cũng quen biết, người muốn lưu lại, ta sẽ cho một ít chỗ tốt. Ba người nghe vậy, sắc mặt đại biến, hiển nhiên những lời này của Hàn Lập quá mức đột ngột, bọn họ nhất thời cũng không biết làm như thế nào cho phải. Ta cho các người thời gian người hơi thở, các người hãy suy nghĩ kỹ càng. Hàn Lập đứng chắp tay, chậm rãi nói ra, nhưng vừa dứt lời, một thân ảnh mập mạp tiến lên một bước, đúng là tên mộng hùng mập mạp kia. Lệ trưởng lão, đệ tử tư chất bình thường, nếu không có trưởng lão nâng đỡ, tu luyện tới cảnh giới hôm nay cũng là hy vọng xa vời, chứa nói chi là ngày sau càng tiến thêm một bước. Ta nguyện ý tiếp tục đi theo người, y chắp tay, thanh âm cung kính nói. Hàn lập gật đầu nhẹ, bảo y đứng sang bên cạnh. Tiếp theo, tên thanh niên mặt chữ điền cũng đi ra, tỏ vẻ chính mình nguyện ý đi theo. Người này tên là Mộng Quang, xưa nay tương đối ít nói. Người cuối cùng cúi đầu đứng nguyên tại chỗ, không nói gì, tỏ vẻ ái náy, tự nhiên là không muốn đi theo. Hàn Lập cũng không nói gì thêm, lật tay lấy ra một cái túi đựng đồ, ném cho người nọ. Đa tạ lệ trưởng lão, người nọ tiếp được túi chữ vật, vội vàng không người thi lễ một cái. Đi thôi, Hàn Lập nói xong, không chần trừ nữa vung tay lên, quấn lấy hai người mộng hùng bay đi. Không bao lâu, trên một đỉnh núi cách xích Hà Phong không xa, hơn 10 thanh câu lôi mộc đang bao phủ một vòng quanh ba người Hàn Lập. Tay Hàn Lập thúc dục pháp quyết, huynh oanh rầm rầm, kim sắc điện mang chói mắt phóng ra, ngưng tụ thành một lôi trận cỡ lớn, bao phủ ba người vào trong. Lúc kim sắc điện mang tán loạn, hư không cũng theo đó nổi lên sóng gió, từng gợn sóng rung động như nước, khuếch tán ra chung quanh. Một màn này làm cho hai người mộng hùng ở trong trận, trên mặt đều lộ ra vẻ cả kinh, không khỏi nhắm hai mắt lại. Theo một tiếng sét nổ mạnh ầm vang, thân ảnh ba người Hàn Lập ở trong lôi quang biến mất vô tung. Chương 343, ý định một phiến hải vực nào đó ở phía tây cổ vân đại lục. Nơi này rất gần lôi bạo hải dương, giữa không trung mây đen răng đầy, từng đạo lôi điện lóe sáng xuyên qua tầng mây. Chẳng qua là so với chỗ sâu trong lôi bạo hải dương, thành thế những lôi điện này không lớn bằng, tuy rằng trên bầu trời ngẫu nhiên có từng đạo lôi điện đánh xuống, nhưng đối với tu sĩ, chỉ cần chú ý một chút cũng không cần phải lo lắng tính mạng. Nước biển nơi đây vẫn đục vô cùng, thoạt nhìn giống như một loại bùn nhão, mặt biển khắp nơi tràn ngập sương mù màu xám nồng đậm. Phô thiên cái địa, có cảm giác như trời tiếp đất. Trong sương mù còn kèm theo tiếng quái phong ô ô, giống như người đang nghẹn ngào khóc nước nở, thuốc thiết nỉ non. Hải vực này có tên là Ô Ít Vụ Hải, là khu vực rất nổi danh ở phía tây cổ vân đại lục, bất quá thanh danh cũng không tốt. Mặt đất dưới hải vực này là một mạch khoáng hôi nham thạch cực lớn, sau khi bị khai thác hết, nước biển liền trở nên vẩn đục như bây giờ, hơn nữa mặt biển còn dâng lên loại sương mù màu xám này. Nước biển vẫn đục cùng sương mù đối với tu sĩ nhân loại cũng không có gì nguy hại, nhưng mà yêu thú trên biển tựa hồ không thích. Yêu thú nguyên bản sinh sống ở nơi này lần lượt rời đi hơn phân nửa, dẫn đến tu sĩ ở hải vực này cũng giảm bớt theo từng năm, trở thành nơi hoang vu. Ở chỗ sâu trong hải vực, có một hòn đảo màu đen. Hòn đảo cũng không lớn, phạm vi ước chừng hơn 10 dặm, khu vực trung tâm là một ngọn núi màu đen cao mấy trăm trượng, khắp nơi quái thạch lởm chởm, hầu như nhìn không thấy cỏ cây, cực kỳ hoang vu. Vào thời khắc này, trong một cái động bí mật ở dưới ngọn núi màu đen, ánh sáng chợt sáng ngời, lộ ra từng đạo hào quang lôi điện màu vàng nhạt, toàn bộ ngọn núi lắc lư ù ù một cái. Lôi quang màu vàng lập lòe hai cái, đột nhiên hào quang bắt đầu tỏa sáng, chiếu xạ ra chung quanh làm nham thạch màu đen biến thành màu vàng kim óng ánh, một cỗ khí tức khổng lồ từ trong động quật tuôn ra. Bất quá vào thời khắc này, hư không phụ cận động quật lóe lên, một màn sáng màu xanh hiện ra, phía trên lập lòe vô số phù văn màu xanh, ngăn chặn cỗ khí tức vừa mới bộc phát ra. Khí tức tuy rằng bị ngăn lại, nhưng toàn bộ hòn đảo lại kịch liệt lắc lư một cái, sương mù phụ cận trên biển cũng cuồn cuộn một hồi. Ừ, C, vào thời khắc này, một tiếng kêu to thanh thúy từ đằng xa truyền đến, một đạo thanh ảnh từ trong nhanh chóng bắn ra, rơi vào phụ cận hòn đảo màu đen, hiện ra một đầu quái điểu màu xanh. Hình thể con chim này cực lớn, hai cánh dương ra chừng hai ba mươi trượng, đầu to cổ mảnh, khắp toàn thân lông vũ màu xanh dài như từng đám cây, mũi tên, trước ngực còn buông thỏng một cái túi cực đại, thoạt nhìn có chút xấu xí. Đứng trên lưng con chim quái dị này là một thiếu nữ áo trắng, dung mạo thanh tú, thân hình thướt tha, đúng là mộng thiền thiền, quái điểu màu xanh tự nhiên là niệm vũ rồi. Mộng thiền thiền nhìn lôi quang màu vàng trong động núi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ ra thần sắc mừng rỡ. Oanh long long, lôi quang màu vàng trong động núi lần nữa đại thịnh, so với trước càng sáng gấp 10 lần, hơn nữa có từng đạo hồ quang điện màu vàng vừa thô vừa to hiển hiện ra hồ quang điện màu vàng làm nham thạch màu đen xung quanh vỡ vụn ra như đậu hũ, rất nhanh toàn bộ ngọn núi màu đen sụp xuống ầm ầm, lộ ra một đoàn lôi điện hình tròn màu vàng to hơn 10 trường. Bên trong quang đoàn mơ hồ có thể thấy bóng dáng một cái lôi trận thật lớn. Từng đạo hồ quang điện màu vàng oanh kích lên màn sáng màu xanh chung quanh, dẫn tới màn sáng run rẩy dữ dội một hồi, giống như nước sôi cuồn cuộn, nhưng mà vẫn không có nước vỡ ra. Đột nhiên quang đoàn lôi điện màu vàng sáng ngời lần nữa, một cột sáng màu vàng vừa thô vừa to xé rách màn sáng màu xanh, phóng lên trời. Thiên địa linh khí trong phạm vi trăm dặm dung chuyển kịch liệt, vụ hải phụ cận nổi lên sóng gió kịch liệt, mơ hồ lấy cột sáng lôi điện làm trung tâm, hình thành một cái vòng xoáy thật lớn. Cột sáng lôi điện màu vàng duy trì khoảng mấy cái hô hấp, rồi chậm rãi tiêu tán ra, quang đoàn lôi điện màu vàng trên hòn đảo cũng theo đó biến mất. Kim quang thu lại, ngay vị trí lôi trận nguyên bản nhiều ra ba bóng người, chính là Hàn Lập, cùng với hai người mộng hùng mộng thiền thiền thấy vậy mừng rỡ từ trên lưng niệm vũ bay tới đang muốn mở miệng nói gì đó giờ phút này không phải là lúc nói chuyện trước theo ta đi hàn lập nói một tiếng sau đó vung tay lên ánh sáng màu xanh lóe lên một chiếc phi chu màu xanh hiện ra to cỡ vài chục trượt ánh sáng màu xanh lập lòe hai bên phi chu lóe lên hiện ra hai hàng linh vũ màu xanh cũng không phải là thực thể mà là linh lực biến ảo thành chiếc phi chu màu xanh này là trước đây ít năm hắn chấp hành nhiệm vụ lấy được từ một gã chân tiên, phẩm giai cũng không cao, nhưng tốc độ lại khá nhanh. Hàn lập phi thân đáp xuống, hai người mộng hùng cùng mộng quang vội vàng theo sau. Mộng thiền thiền hơi ngẩn ra, cũng lập tức bay vào trên phi chu, nàng phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, thu niệm vũ vào trong túi đại linh thú trên người. Hàn lập bấm tay một chút, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh vừa thô vừa to bắn ra, hung hăng oanh kích trên hòn đảo màu đen. Oanh long long, phần còn sót lại trên hòn đảo màu đen lập tức tan vỡ, triệt để chìm vào biển, không để lại chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, tay kia Hàn Lập thúc dục pháp quyết. Phi chu màu xanh lập tức ánh sáng màu xanh đại phóng, hóa thành một đạo ảnh màu xanh, nhanh chóng phi độn về phía xa, trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau khi mấy người rời đi không lâu, hai đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, hiện ra hai thân ảnh. Một tên trong đó là trung niên đạo nhân, đầu đội hắc quan, mặt đen, tên còn lại là một gôi bào lão giả, hai mắt dài nhỏ chỗ sâu trong đôi mắt thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe. Có lẽ chính là chỗ này, linh khí dao động còn không có hoàn toàn mất đi. Trên mặt khác quan đạo nhân mang theo một tia hưng phấn, nói ra. Linh khí dao động thật mãnh liệt, vừa rồi ta mới dùng vạn lý thông mục thuật nhìn thoáng qua, mơ hồ nhìn thấy ở đây có một cột sáng màu vàng cực lớn phóng lên trời, chẳng lẽ là có bảo vật gì sắp xuất thế. Thần tình hôi bào lão giả có vẻ mừng rỡ, gật đầu nói. Trong lúc nói chuyện, hắn im hơi lặng tiếng khuếch tán thần thức ra, dò xét chung quanh. Có khả năng, hải vực này vẫn luôn thần bí khó lường, xuất hiện bảo vật cũng không kỳ quái. Hắc quan đạo nhân từ chối cho ý kiến, nói một câu, phất tay tế ra một kiện pháp bảo mâm tròn màu vàng, phía trên khắc rậm rạp chẳng chịt phù văn. Từng cỗ gợn sóng hoàng mang như nước từ trên pháp bảo mâm tròn bắn ra, bao phủ phạm vi phụ cận vài dặm. Vạn đạo hữu có phát hiện gì không? Hồi bào lão giả dò xét một hồi, không phát hiện gì, mở miệng hỏi hắc quan đạo nhân trầm mặc không nói, chẳng qua là trong tay pháp quyết biến ảo thúc dục mâm tròn, không ngừng thả ra từng vòng sáng màu vàng. Sau một lát, hắn mới bấm niệm pháp quyết một chút, đình chỉ thi pháp. Như thế nào, hồi bào lão giả đã sớm không đợi được, thấy tên kia dừng tay, vội vàng hỏi. Cột sáng khi nãy cũng không phải là pháp bảo gì xuất thế, hẳn là có người ở đây thi triển thần thông bố trí gì đó. Hắc quan đạo nhân thở dài, chậm rãi nói ra, ngươi xác định, trên mặt hồi bào lão giả trầm xuống, chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Ta dùng chân hoàn bàn kích phát chín tầng cấm chế, chẳng lẽ không đúng hay sao? Hắc quan đạo nhân hơi trợn mắt, không khách khí nói. Xem ra hai ta có một trận không vui rồi. Đúng rồi, về tu vi người nọ, đạo hữu có dò xét được không? Hồi bào lão giả thấy vậy, lắc đầu cười khổ một tiếng, nhưng tiếp theo lời nói xoay chuyển hỏi. Từ tình huống dao động linh khí nơi đây lưu lại, hẳn là tu sĩ hợp thể kỳ A. Hắc quan đạo nhân suy nghĩ một lát, nói như thế hợp thể kỳ, cũng may chúng ta tới muộn, nếu là đến sớm một bước, chọc giận vị tiền bối kia, liền không ổn rồi. Sắc mặt hôi bào lão giả biến hóa, có chút sợ hãi nói. Nơi đây không nên ở lâu, miễn cho có những người khác đến gây hiểu lầm, vậy cũng liền không ổn. Ánh mắt hắc quan đạo nhân chấp động vài cái, tĩnh táo nói. Vạn đạo hữu nói có lý, hồi bào lão giả lập tức gật đầu nhẹ. Không lâu sau, hai đạo độn quang từ trên hòn đảo phóng lên trời, phi độn về hướng xa. Giờ khắc này, đám người Hàn Lập khởi sướng chuyện này, thân đã ở 10 vạn dặm bên ngoài rồi. Hàn Lập đi trên biển một vòng, đi vào một tòa Tân Hải Đại Thành ở phía tây cổ Vân Đại Lục. Thành này tên là Thiên Vân Thành, thuộc về trung tâm Vân Hải, chiếm diện tích khá lớn, lân cận có một linh mạch nên linh khí có chút nồng đậm, coi như là một nơi địa linh nhân kiệt. Bởi vì thành này nằm gần lôi bạo Hải Dương, và lại là chỗ thông với cửa ải hiểm yếu, phụ cận không ít tu sĩ đi ngang qua đây, cũng chọn nơi đây làm chỗ nghỉ ngơi, cũng thuận tiện tiếp tế một chút một ít tu sĩ đẳng cấp cao thám hiểm từ lôi bạo Hải Dương đi ra, cũng sẽ đem những vật đoạt được mua báo trao đổi trong thành này. Kể từ đó, Thiên Vân Thành từ từ phồn hoa, trở thành đại thành của mấy vạn dặm xung quanh. Hàn Lập mang theo mấy người lặng yên vào thành, đi tới một khách sạn trung đẳng hẻo lánh trong thành, tạm thời nghỉ ngơi. Lấy thần thông của hắn bây giờ, tự nhiên sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện, dù sao tu vi người cao nhất chấn giữ trong thành, cũng chỉ là là một gã tu sĩ hợp thể kỳ mà thôi. Ban đêm, trong phòng khách, hàn lập đang ngồi tại vị trí chủ tọa hai người mộng hùng cùng mộng quang chắp tay đứng ở một bên mộng thiển thiển xinh đẹp thì đứng ở bên kia chung quanh đám người hàn lập hiện lên một tầng cấm chế cách âm sau đó hắn lại kể một phen cho ba người biết chuyện đã xảy ra ở trúc long đạo nàng này tuy rằng bây giờ tu vi không thấp nhưng dù sao vẫn còn nông cạn đâu thể nghĩ đến tông môn phát sinh kịch biến như thế trong khoảng thời gian ngắn lại ngây người tại chỗ mộng hùng cùng mộng quang trước đây tuy rằng lựa chọn đi theo hàn lập nhưng đối với đại hội giảng đạo ở trúc long đạo ngày đó cuối cùng xảy ra chuyện gì cũng chỉ biết một chút bây giờ nghe hàn lập kể lại sắc mặt cả kinh thiền thiền cũng giống như bọn mộng hùng ta cũng cho ngươi hai lựa chọn điều kiện cũng như bọn họ ngươi hãy quyết định đi hàn lập nói xong nhìn mộng thiền thiền nói ra mộng thiền thiền nghe vậy tựa hồ còn chưa lấy lại tinh thần nhất thời không nói gì vậy ngươi hãy cùng vân quy thương nghỉ tiếp rồi hãy quyết định hàn lập thấy vậy nói thêm không cần ta vừa rồi chỉ là có chút kinh ngạc, cũng không do dự. Lệ trưởng lão, mặc kệ gia huynh lựa chọn thế nào, thiền thiền cũng nguyện ý tiếp tục đi theo người. Mộng thiền thiền không chút do dự, mở miệng nói ra. Ta bây giờ đã không còn là trưởng lão Trúc Long Đạo, về sau không cần gọi như thế, các người đã minh bạch chưa? Hàn lập gật gật đầu, nói thêm, là, lệ tiền bối, ba người nghe vậy, lập tức sửa lời nói. Hàn lập không nói gì thêm, đứng lên, quay người đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xa lôi bảo hải dương, ánh mắt chấp động không biết suy nghĩ cái gì. Lệ tiền bối, kế tiếp người có tính toán gì không? Một hồi lâu, Hàn Lập cũng không nói gì, mộng thiền thiền trần chờ một chút, về sau nhút nhát e lệ hỏi. Hàn Lập không trả lời nàng, vẫn đang nhìn về phía xa, tựa hồ lo lắng chuyện gì. Ba người mộng thiền thiền liếc nhìn nhau, tự nhiên không dám quấy dày, đành phải lẳng lặng đứng ở một bên. Ta có ý định trước rời khỏi cổ vân đại lục một đoạn thời gian. Không biết qua bao lâu, Hàn Lập mới chậm rãi mở miệng nói. chương 344, thu hoạch, lệ trưởng lão, đại ca với tôn đại ca còn chưa chạy đến đây, có thể chờ thêm chút nữa được không? Bọn hắn luôn trung thành và tận tâm với người, chắc chắn sẽ lựa chọn đi theo người đấy. Mộng thiền thiền khẽ giật mình, nói gấp, tu vi của các người còn thấp, lần này cũng không cần phải đi theo ta, cứ ở lại thiên vân thành này đi. Linh mạch xung quanh tòa thành này cũng rất tốt, thích hợp cho các người tu luyện. Hàn lập khẽ nói. Vâng, mặc dù mộng thiền thiền có chút không cam lòng, nhưng nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của hắn, hiểu rõ hắn đã có quyết định, đành gật đầu nói. Đi theo ta, Hàn Lập nói một câu rồi cất bước đi ra bên ngoài. Sau một lát, bốn người đi đến một mảnh lâm viên ở phía tây thành có diện tích khá rộng rãi mà lại mười phần yên tĩnh, tên là Quan Nguyệt Viên. Chỗ này gần với linh mạch nhất cho nên thiên địa linh khí còn nồng đậm hơn nhiều so với nơi khác, bên trong lâm viên gồm nhiều mảnh kiến trúc sân nhỏ độc lập với nhau, ngăn cách ở giữa là một ít khóm trúc và các hòn non bộ, hơn nữa mỗi kiến trúc đều được cấm chế bao phủ. Nơi đây chính là nơi xây dựng động phủ tạm thời cho một ít tu sĩ cao dài từ bên ngoài đến, dù sao thì một ít tu sĩ cao dài ưa thích yên tĩnh, cũng không muốn ở những nơi như khách sạn. Lúc này đây, dưới sự hướng dẫn của một gã thanh niên mặc áo bào trắng, bốn người Hàn Lập đang chậm rãi bước đi trong sân. Mấy vị đạo hiếu, động phủ nơi đây của chúng ta đều là do mời mấy vị cao nhân thiết kế sắp đặt, bên trong chia làm bốn khu vực giáp ất bính đinh động phủ bên khu vực chữ giáp có linh khí nồng đậm nhất động phủ bên khu vực chữ đinh có linh khí yếu nhất chỗ chúng ta đang đứng đây thuộc khu vực chữ đinh nhưng kể cả thế thì thiên địa linh khí nơi đây vẫn nồng đậm hơn nhiều so với những chỗ khác trong nội thành tốc độ tu luyện tại đây có thể nhanh hơn một phần tư ở động phủ bên phía chữ giáp tốc độ tu luyện càng có thể nhanh hơn một nửa tu sĩ mặc áo bào trắng nhiệt tình giới thiệu đưa bọn ta đến khu vực chữ giáp hàn lập mặt không biểu tình nói được mời mấy vị đạo hữu đi sang bên này hiển nhiên là tu sĩ mặc áo bào trắng nhìn ra hàn lập là người đứng đầu trong đoàn người nghe thấy vậy trong tâm vui vẻ lập tức đáp ứng dẫn cả đoàn người đi vào sâu bên trong một lát sau đoàn người đi qua một chiếc cổng vòm tiến vào một mảnh rừng trúc xanh biếc một ít động phủ thấp thoáng phía bên trong hàn lập cũng phải nhướng mày một cái thiên địa linh khí ở nơi này đột nhiên nồng đậm hơn rất nhiều so với bên ngoài so với một số ngọn núi bên trong nội bộ Trúc Long đạo cũng hầu như chẳng kém hơn tí nào. Trên mặt mộng hùng cùng mộng quang cũng hiện lên nét vui mừng, mộng thiền thiền trầm mặc đi ở phía sau, thần sắc cũng hiện lên vài nét phức tạp. Nơi đây chính là khu vực chữ giáp, mấy vị đạo hữu cảm thấy như thế nào? Tu sĩ mặc áo bào trắng hỏi, nơi này còn động phủ nào trống không? Hàn lập cũng không trả lời mà hỏi ngược lại, có, còn có ba động phủ còn trống. Tu sĩ mặc áo bào trắng lập tức vui vẻ nói nếu thuê lâu dài, giá tiền bao nhiêu? Hàn Lập lại hỏi, tu sĩ mặc áo bào trắng liếc nhìn Hàn Lập rồi báo giá cả. Hàn Lập nhìn lại một vòng xung quanh, nhất thời không nói gì. Động phủ nơi này của chúng ta chính là tốt nhất thiên vân thành, cho nên giá tiền cũng đắt hơn một chút, nhưng tuyệt đối là vật đáng giá tiền. Tu sĩ mặc áo bào trắng nói, Hàn Lập khoát tay áo, cắt đứt lời nói của hắn, lấy ra một túi chữ vật ném tới, nói không cần phải nói nữa. Ta thuê tất cả ba cái động phủ, tạm thời thuê trước 300 năm tu sĩ mặc áo bào trắng nhận lấy túi chữ vật thần thức đảo qua lập tức lộ ra sắc mặt đại hỷ vâng đây là lệnh bài cấm chế của ba tòa động phủ tại hạ đưa các vị qua tu sĩ mặc áo bào trắng lấy ra ba tấm lệnh bài màu xanh đưa đến không cần chúng ta tự đi qua là được rồi người cứ rời đi hàn lập nhận lấy lệnh bài rồi nói vâng tu sĩ mặc áo bào trắng thức thời lui xuống hàn lập lại lấy ra một túi chữ vật đưa cho ba người kèm theo ba tấm lệnh bài nói trong túi chữ vật có một ít tài nguyên tu luyện hiện tại các người cứ yên tâm tu luyện ta đã đưa tin cho mộng vân quy cùng tôn bất chính sau này tới đây tụ hợp mộng hùng cùng mộng quang gật đầu đáp ứng lệ đại nhân người lần này đi ra ngoài đến bao giờ mới có thể trở lại mộng thiền thiền chợt lên tiếng hỏi ngắn thì mấy chục năm lâu thì hơn trăm năm trong lúc ấy nếu các người có thay đổi ý định cũng có thể tự mình rời đi hàn lập bình tĩnh nói Nói xong chuyện đó, thân hình hắn nhoáng lên một cái, lập tức biến mất không thấy bóng hình. Mộng thiền thiền bước nhanh lên hai bước, nhưng mà xung quanh không còn thấy thân ảnh hàn lập nữa, không khỏi thở dài một hơi, chỉ là trong ánh mắt càng thêm một sự kiên định. Mấy tháng về sau, một chỗ trên lôi bạo hải dương, một chiếc thuyền đen nhánh cực lớn đang theo gió vượt sóng mà đi. Xung quanh con thuyền là nước biển cuồn cuộn, thỉnh thoảng nhấc lên một con sóng lớn cao đến vài chục trường. Bên trên bầu trời mây đen hạ thấp, vô số hồ quang điện cực lớn xuyên qua giữa đám mây, thỉnh thoảng lại hạ xuống vài đạo lôi điện vừa thô vừa to. Con thuyền lớn màu đen nhánh lại không hề bị sóng giữ lôi điện ngăn trở, giống như một con thú khổng lồ lơ lửng trên mặt biển đang nhanh chóng tiến lên. Con thuyền lớn màu đen này bất ngờ chính là một chiếc khóa hải lôi chu, xuất phát từ cổ vân đại lục, đi đến lôi minh thành ở hoang lan đại lục. Bên ngoài mây đen áp đỉnh, sấm sét vang dội, phía bên trong con thuyền lại là một cảnh tượng hài hòa. Trên hành lang con thuyền thỉnh thoảng có người đi đi lại lại, vui vẻ nói chuyện không ngừng, quán rượu, phòng trà ở tầng cao nhất lại càng là địa phương náo nhiệt. Thậm chí một số ít các tu sĩ trong thuyền đã tụ tập lại một chỗ, tổ chức một ít giao dịch hội cỡ nhỏ, trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Một căn phòng ở tầng giữa lôi chu, toàn bộ khoang bị một màn sáng màu xanh bao trùm, ngăn cách tất cả âm thanh bên ngoài. Bên trong gian phòng, một đại hán mặt đen ngồi khoanh chân trên giường, bảy cái vòng tròn màu lam đang lơ lửng khắp xung quanh người, bập bùng cao thấp không theo quy tắc nào cả, phát ra từng tiếng ong ong nhẹ nhàng hai mắt đại hán hơi khép, pháp quyết trong tay không ngừng biến đổi. Bảy vòng tròn phát ra ánh sáng ngày càng trói lọi, lại càng có một cỗ lực lượng pháp tắc cường đại nhộn nhạo. Trên mặt đại hán hiện lên nét tươi cười, bấm niệm pháp quyết, bảy vòng tròn lập tức bay trở lại vào tay hắn. Đại hán mặt đen này chính là hàn lập đã biến ảo dung mạo. Bảy vòng tròn này có tên là thất diệu tinh hoàn, là một kiện tiên khí đầy đủ hiếm thấy mà hắn tìm được bên trong pháp khí chữ vật của tên mập mạp áo đen, thần thông chủ yếu là để vây khốn địch, lực lượng pháp tác ẩn chứa bên trong cũng có thiên hướng thuộc loại vây khốn. mấy ngày nay hắn cũng đã thử qua thực địa, cái thất tinh diệu hoàn này có uy lực tương đối lớn, nhất là tại giữa bầu trời ban đêm thi triển, hoàn này có thể hô ứng với lực lượng các vì sao trên bầu trời, uy năng tăng lên mãnh liệt, đúng là một kiện bảo vật hiếm có. ngày đó động tác của hắn thật sự quá nhanh, tên mập mạp áo đen kia cơ hồ là không kịp phản ứng, đã bị hắn giết chết một cách nhanh như chớp, căn bản không kịp tế ra bảo vật này. Hàn Lập há miệng phun ra một tia sáng màu xanh, thất tinh diệu hoàn đã được thu vào bên trong cơ thể. Hôm nay tuy rằng hắn đã đoạt lại được nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng đối với bảo vật có uy năng vây khốn như vậy, tất nhiên là càng nhiều càng tốt. Trải qua những ngày này luyện hóa, bảo vệ này đã bị luyện hóa phân nửa, tiếp thêm một thời gian nữa vậy là có thể triệt để nắm giữ. Ngoài ra, bên trong pháp khí chữ vật của tên hài cỏm áo đen cũng có một kiện tiên khí, tên là Tu La Thiên Quỷ Phiên, uy lực cũng khá lớn. Chẳng qua bảo vật này chính là tiên khí quỷ đạo thuộc tính âm, không thích hợp cùng với công pháp sở tu của hắn, hắn chỉ thoáng xem qua một chút rồi cất luôn và bên trong vòng tay chữ vật. Ngược lại tên thanh niên mặc hoa phục kia chính là tu sĩ kim tiên cảnh, mà thân phận bối cảnh cũng không đơn giản, bảo vật trên thân tất nhiên là nhiều hơn nhiều, hai gã béo gầy chân tiên hậu kỳ nào có thể so sánh. Chỉ riêng tiên khí không đã là tận bốn kiện rồi ngoại trừ một lần tế luyện qua nguyên hợp ngũ cực sơn cùng cái nghiên mực màu đen kia, còn có cái chuông màu vàng tế ra lúc đầu cùng với quái kiếm hình răng nanh. Hàn lập há to miệng, phun ra một ngọn núi nhỏ màu xám, nhẹ nhàng xoay tròn trước người. Bao quanh ngọn núi nhỏ là mảng lớn hôi quang, trong đó xen lẫn phủ văn màu xám. Một cỗ lực lượng pháp tác mãnh liệt từ bên trong tràn ra. Nguyên hợp ngũ cực sơn này hắn đã kiểm tra cẩn thận, ngoại hình bảo vật này không có gì thay đổi, nhưng bên trong biến hóa rất lớn năm tòa cực sơn riêng phần mình đã bị thêm vào trong không ít linh tài. Tuy rằng lúc trước hắn luyện chế được năm tòa cực sơn, nhưng nguyên từ cực sơn, bắc cực nguyên tinh cùng với tài liệu thật sự quý trọng, hắn cũng chỉ khó khăn thu thập được tài liệu đạt tiêu chuẩn thấp nhất, còn xa mới đạt được cực hạn dung nạp của nguyên hợp ngũ cực sơn. Thanh niên mặc hoa phục không biết tìm được ở đâu năm loại tài liệu, hầu như khiến cho uy năng của năm tòa cực sơn tăng lên gấp đôi, cũng không biết thi triển thuật pháp tế luyện gì mà có thể đem năm tòa cực sơn triệt để hòa thành một thể, vậy nên mới khiến uy năng bảo vật này tăng lên rất nhiều. Đặc biệt là lực lượng pháp tắc ẩn chứa bên trong đó, so sánh với lúc trước thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hàn Lập cảm ứng kỹ càng với chấn động pháp tắc tản mát ra từ ngọn núi nhỏ màu xám, trong thâm tâm suy nghĩ bỗng trở nên cuồn cuộn. Năm đó lúc ở linh giới, tu vi của hắn quá thấp, lĩnh ngộ với lực lượng pháp tắc cũng không có gì đối với việc dị bảo như nguyên hợp ngũ cực sơn này ẩn chứa một tia lực lượng pháp tắc cũng không quá để ý đến trong lòng. Nhưng mà bây giờ khác với trước kia, hắn đã độ kiếp phi thăng lên tới chân tiên giới, mà lại đã tu luyện đến chân tiên cảnh hậu kỳ, đi qua nhiều chuyện, trải qua cường địch, cũng thấy qua không ít lực lượng pháp tắc, trong đó không thiếu thuộc loại ngũ hành. Lúc này đây nhìn tới chấn động pháp tắc phát ra từ nguyên hợp ngũ cực sơn, tất nhiên đã có thêm nhiều cảm ngộ nữa. Cỗ lực lượng pháp tắc này cực kỳ huyền diệu, tựa hồ cũng thuộc loại pháp tắc vây khốn, nhưng cùng với pháp tắc vây khốn bên trong thất diệu tinh hoàn lại hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua là cuối cùng khác nhau như thế nào, cộng thêm là làm cách nào mới có thể chân chính nắm giữ một tia áo nghĩa trong đó, tất nhiên vẫn là không có chút đầu mối nào hết. Hàn Lập lắc đầu, rất nhanh tạm thời bỏ qua chuyện này. Cho dù là trực tiếp nuốt xuống linh dịch ẩn chứa lực lượng pháp tắc thời gian của Trường Thiên Bình kia còn vẫn không có cách nào tiến thêm một bước, đối với loại lực lượng pháp tắc bao hàm bên trong tiên khí thế này, tất nhiên là càng khó để nắm giữ. Nếu như không nghĩ ra, cũng không cần suy nghĩ nhiều nữa, dù sao uy năng bảo vật này tăng nhiều cũng là một chuyện tốt đối với hắn. Nghĩ tới đây, hắn há miệng ra, một lần nữa thu lại nguyên hợp ngũ cực sơn. Bảo vật này trước kia vốn là do hắn đích thân luyện chế, cho nên chỉ cần để cho người chậm rãi luyện hóa một đoạn thời gian là được. Lại nói tiếp, ngoại trừ nguyên hợp ngũ cực sơn ra, hắn còn có thêm một niềm vui ngoài ý muốn, bên trong pháp khí chữ vật của tên thanh niên này, hắn còn thấy lại được một kiện bảo vật vốn dĩ đã mất đi, phong lôi xí. Tuy rằng uy năng của bảo vật này còn xa không bằng nguyên hợp ngũ cực sơn, nhưng lại một mực theo hắn từ nhân giới, sử dụng cũng người phần thuận tay, lần nữa cầm bảo vật này trên tay, hắn thực sự cảm thấy cao hứng. Có lẽ tên thanh niên mặc hoa phục kia căn bản là thấy chướng mắt với phong lôi xí, cũng không có tế luyện, chỉ tùy ý phong ấn rồi đặt sâu dưới tận cùng pháp khí chữ vật, có vẻ đã lâu cũng không thèm nhìn đến. Vậy nên, hắn chỉ cần hơi dùng thủ đoạn phá giải phong ấn một chút, lập tức đã đơn giản nắm lại được phong lôi xí trong tay, coi như là giảm bớt được đi công phu tế luyện lại. chương 345, tránh đầu sóng ngọn gió. Hiện nay, những vật được hàn lập thu vào bên trong cơ thể để tế luyện, ngoại trừ nguyên hợp ngũ cực sơn cùng thất diệu tinh hoàn, còn có thêm cái chuông màu bạc nữa. Cái chuông này hóa ra là một loại tiên khí ẩn chứa lực lượng pháp tác loại sóng âm, có thể một kích đánh tan thanh trúc phong vân kiếm, chứng tỏ uy lực của nó không tầm thường chút nào, cho nên cũng được hắn giữ lại về phần quái kiếm hình răng nanh kia thì có chút giống với tu la thiên quỷ phiên cũng đều mang thuộc tính âm hắn cũng lười không muốn để ý đến tuy rằng hiện giờ thần thức của hắn vượt xa tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ cùng giai thậm chí so sánh với tu sĩ kim tiên sơ kỳ cũng không kém cạnh là mấy nhưng một lúc tế luyện đồng thời ba kiện tiên khí cũng đã là cực hạn còn về phần nghiên mực màu đen có thể thi triển ra diệt hồn chân quang kia lực lượng pháp tác ẩn chứa trong nó vượt xa nguyên hợp ngũ cực sơn cùng với cái chuông màu bạc đối với trọng bảo như vậy tất nhiên là Hàn Lập muốn khống chế trong tay, nhưng mà dường như bên trong bảo vật này ẩn chứa cấm chế nào đó, bất kể Hàn Lập tế luyện như thế nào đều cũng không thể bài trừ được, chứ đừng nói đến thúc giục nó. Điều này khiến cho nội tâm Hàn Lập có chút phiền muộn, nhưng dù sao hiện tại trong tay hắn cũng không thiếu tiên khí, thêm nữa là cũng không có nhiều thời gian, vậy cũng đành gác tạm việc này sang một bên. Ngoài những tiên khí này ra thì bên trong pháp khí chữ vật của ba người thanh niên mặc hoa phục cũng có không ít những bảo vật khác, các loại tài liệu chân quý hay đan dược càng là nhiều vô kể, nhất là của tên thanh niên này. Riêng những tài liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc cũng đã hơn 10 kiện. Ngoài ra, tiên nguyên thạch trên thân cả ba người, cộng lại cũng được hơn vạn khối. Có những thứ này rồi thì trong một đoạn thời gian dài về sau, hắn cũng không cần phải đau đầu dầu dĩ về vấn đề tiên nguyên thạch nữa. Nhưng việc để cho Hàn Lập mừng rỡ không thôi chính là từ bên trong pháp khí chữ vật của tên thanh niên, hắn đã tìm được hàng loạt tài liệu cần thiết luyện chế đạo đan. Vốn dĩ thiếu khuyết tận 9 loại tài liệu trên đan phương luyện chế đạo đan kia, thì ở đây có đến 7 loại, hơn nữa số lượng cũng không ít. Vốn Hàn Lập có chút kinh ngạc với việc này, nhưng sau khi hắn tìm được một đan phương luyện chế đạo đan giống y như đúc của mình, hắn cũng cảm thấy dễ hiểu. Xem ra tên thanh niên Mạc hoa phục cũng có ý định luyện chế đạo đan, với thân phận của hắn cùng với thế lực to lớn của Bắc Hàn Tiên Cung thì tất nhiên việc này cũng không hẳn là quá khó, hiện tại đúng lúc tiện nghi cho Hàn Lập giờ tài liệu trên đan phương luyện chế đạo đan cũng chỉ còn thiếu hai loại thiên tạo tham cùng lộ ngưng thảo tin rằng hắn chỉ cần chú ý nhiều hơn một chút tin tức bên trong vô thường minh hao phí thêm chút thời gian kiểu gì cũng có biện pháp gom đủ hàn lập đang nghĩ như vậy đột nhiên thần sắc khẽ động khẽ đảo tay lấy ra một tấm lệnh bài màu vàng cỡ lòng bàn tay lệnh bài chế tạo bởi kim loại đặc thù nào đó một khối nhỏ như vậy lại nặng đến nghìn cân một mặt là đồ án kim long đang ngửa mặt lên trời gào thét khiến cho người ta cảm thấy một cảm giác uy nghiêm cao cao tại thượng mặt khác lại là một cái tên đào vũ phía trên dòng tên còn có một hoa văn hình cái màu nhìn tấm lệnh bài màu vàng này trên mặt hàn lập lộ ra một chút phiền muộn u ám ngay lúc này hắn chợt nhíu mày một cái mở cửa sổ trên khoang thuyền ra bên ngoài là cuồng lôi đang gào thét trên mặt biển chỉ là bốn phía khóa hải lôi chu đều có cấm chế thành ra cũng không có bao nhiêu tiếng sấm có thể truyền đến một đạo ánh sáng màu vàng khó có thể phát hiện được, từ phía chân trời phóng đến, lập tức lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc, bên trong khoang thuyền của Hàn Lập tỏa ra một hồi chấn động, từng đạo lôi điện màu vàng bỗng nhiên hiện ra, ngưng tụ thành một cái lôi trận, thân ảnh của giải đạo nhân hư không xuất hiện tại vị trí đó. Hồ quang điện di chuyển quanh trên người giải đạo nhân, sau đó rất nhanh thu liếm vào bên trong cơ thể, lôi trận vàng óng cũng nhanh chóng tiêu tán. Xem ra giải đạo hữu đã khôi phục lại rồi hai mắt hàn lập nhìn từ trên xuống dưới đánh giá giải đạo nhân chậm rãi nói không thể ngờ được lực lượng lôi điện ở đây lại nồng đậm đến vậy rất có ích đối với ta giải đạo nhân nhẹ gật đầu hàn lập không nói thêm gì nhưng người để cho giải đạo nhân đi vào phòng ngay sau đó bản thân lại tiếp tục khoanh chân ngồi xuống lúc trước giải đạo nhân chiến đấu cùng với lúc cưỡng ép phá vỡ cấm chế cũng bị hao tổn không nhỏ sau khi đi đến lôi bạo hải dương lập tức trốn vào bên trong đó để hấp thu lực lượng lôi điện vô cùng rồi rào nơi đây, khôi phục thương thế. Không ngờ được chỉ mấy tháng đã khôi phục xong, điều này cũng làm cho nội tâm Hàn Lập cũng thoáng yên tâm hơn. Dù sao có một gã cấp bậc kim tiên bên cạnh giúp đỡ, làm chuyện gì cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Xem ra Hàn Đạo Hữu vẫn còn lo lắng về tên đào vũ kia. Giải đạo nhân nhìn thấy lệnh bài màu vàng trong tay Hàn Lập liền nói. Cũng không hẳn là lo lắng, giết thì cũng đã giết rồi, có lo lắng cũng vô dụng, Ta chỉ đang nghĩ không biết bây giờ Tiên cung đã tra ra được là ta giết người này hay chưa thôi." Hàn Lập khẽ thở dài, lắc đầu nói, "Những ngày qua, hắn tốn không ít tiên nguyên thạch để điều tra cho rõ ràng về tấm lệnh bài màu vàng này từ bên trong Vô Thường Minh, vậy nên cũng thăm dò được không ít tin tức. Tấm lệnh bài màu vàng này chính là lệnh bài trưởng lão của Tiên cung, mà Đào Vũ chính là tên thật của thanh niên mặc hoa phục kia, cũng là trưởng lão mới được thăng cấp của Bắc Hàn Tiên cung. Không chỉ như vậy, nguyên bản đào vũ này cũng không phải là người của bắc hàn tiên vực mà là được một tiên vực khác phái đến từ ngàn năm trước dường như là muốn rèn luyện một phen có thể thấy được thân phận bối cảnh của hắn tuyệt không đơn giản chẳng qua không thể ngờ được rèn luyện không thành lại còn chết trên tay của hàn lập như vậy tuyệt đối chắc chắn là bắc hàn tiên cung sẽ không bỏ qua chuyện này cho mình được lúc này hắn đang đi trên khóa hải lôi chu đi khỏi cổ vân đại lục là muốn quay về hắc phong hải vực một mặt là muốn quay lại xem xét tình hình địa trích hóa thân một chút còn mặt khác trọng yếu hơn chính là tránh né đầu sóng ngọn gió hắc phong hải vực là nơi vắng vẻ tin tức không thông hầu như đoạn tuyệt với nhân thế nếu phải tránh né tiên cung đuổi giết thì cũng là một nơi có phần thích hợp lấy thực lực của bắc hàn tiên cung điều tra ra không phải là khó lắm nhưng mà lần này ngươi rời đi kịp thời lại có lôi trận truyền tống cự ly xa giờ tiên cung muốn tìm bắt cũng đã muộn rồi sau khi giải đạo nhân suy nghĩ một chút liền nói ta cũng hy vọng là thế nhưng nói lại cũng không thể ngờ được ngươi nắm giữ lôi quang pháp trận một cách nhanh như vậy, đúng là khiến ta có chút bất ngờ. Hàn lập cười khổ một tiếng, sau đó chuyển chủ để nói. Pháp trận này cực kỳ huyền diệu, có thể đem lôi độn thuật sử dụng kết hợp với lực lượng không gian, may mà vốn dĩ ta giỏi về điều khiển lực lượng lôi điện, nếu không cũng không có cách nào nắm giữ. Giải đạo nhân nói, giải đạo hữu những ngày này ngươi tu luyện ở bên trong lôi bạo hải dương, có phát hiện ra điều gì đặc biệt hay không? hàn lập đột nhiên nghĩ đến điều gì mở miệng hỏi chuyện tình đặc biệt thật ra cũng không có ý ngươi đang nói về chuyện gì sau khi giải đạo nhân suy nghĩ một chút liền trả lời hàn lập hơi ngập ngừng sau đó kể lại sự tình thấy được con mắt khổng lồ bên trong vòng xoáy lôi vân ra lại có việc này giải đạo nhân kinh ngạc nói trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng có thể tìm được đầu mối gì trong trí nhớ của ngươi không hàn lập lại hỏi không có ta cũng là lần đầu tiên đi đến mảnh lôi bạo hải dương này. Nhưng mà, chỉ một ánh mắt của con mắt khổng lồ kia mà có thể làm cho ngươi trọng thương, cho dù là thái ất ngọc tiên cũng chưa chắc có thể làm được như vậy. Giải đạo nhân lắc đầu, sau đó nói thêm, cái tên tiêu tấn hàn kia, còn có bách lý đạo chủ đều là kim tiên đỉnh phong, cũng chỉ cách cảnh giới thái ất có một chút nữa, nhưng ta cho rằng cho dù bọn hắn có tiến dai lên cảnh giới thái ất đi nữa, chỉ sợ cũng không thể so sánh được với uy thế của con mắt khổng lồ kia. Hàn lập cũng gật đầu đồng ý, nơi này đã tiếp cận khu vực trung tâm của lôi bạo hải dương năm đó chính là ở chỗ này ta gặp được con mắt khổng lồ kia có thư đáng sợ này tồn tại ở đây mặc dù ngươi đã khôi phục rồi nhưng tốt nhất là đừng tùy ý tiến vào bên trong lôi hải nữa không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất hàn lập trầm giọng nói ra những ngày qua hắn cũng không có rời khỏi khóa hải lôi chu một bước được rồi giải đạo nhân hơi trầm ngâm nói ra cùng lúc đó bên trong đại điện tông môn trúc long đạo Âu Dương Khuê Sơn cùng với 10 vị Kim Tiên đạo chủ đều đứng ở phía dưới, khí tức của cả đám đều không ổn định, bộ dáng dường như là trọng thương chưa lành. Đứng đối diện đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng là 7, 8 tên Kim Tiên, đều là người của Bắc Hàn Tiên cung. Phía trên chủ tọa đại điện, thình lình có một người ngồi đó, chính là Tiêu Tấn Hàn. Nhìn thấy Tiêu Tấn Hàn ngồi ở bên trên chủ tọa, sắc mặt của đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng có chút không được tự nhiên, có mấy người thậm chí còn lộ vẻ giận dữ. Tiêu Tấn Hàn cũng coi như là không thấy chuyện này, chậm rãi mở miệng nói, sự tình làm đến đâu rồi. Khởi bẩm cung chủ, đã đã tìm được tung tích của hô ngôn đạo nhân cùng Vân Nghê, hai người bọn họ bị trọng thương đang trốn đến hướng Thượng A Đại Lục, nhưng Lô Việt trưởng lão cũng đã dẫn người truy bắt theo rồi, tin rằng rất nhanh sẽ có kết quả. Chỉ là không biết Lý Bách Viêm đã thi triển ra loại bí thuật gì, đến nay vẫn không thể tìm ra tung tích. Một gã trưởng lão tiên cung nói, rất tốt, mặc dù lần này Bách Lý Viêm không có triệt để đền tội, nhưng sau khi trọng thương tu vi cũng tổn hao đi nhiều mà lại sau khi nghiệp hỏa quy thân tu vi mấy trăm vạn năm đều bị hủy hoại trong chốc lát khó có thể lại gây nên sóng gió gì nữa chỉ sợ sắp tới đệ ngũ kiếp phủ xuống chắc gì đã qua khỏi tiêu tấn hàn nhẹ gật đầu nói lời này nhìn như là nói cho mấy người tiên cung nghe nhưng đám người âu dương khuê sơn nghe vậy xong trong ánh mắt cũng nhanh chóng hiện lên một tia phức tạp âu dương đạo chủ hồ ngôn đạo nhân cùng vân nghe tương trợ cho kẻ phản nghịch của luân hồi điện cũng chính là tội phản nghịch rất lớn, dựa theo quy định của thiên đình, đệ tử thân thiết của hai người này cũng phải bắt hết, giao bọn chúng cho thiên đình xử trí, việc này có thể phải phiền đến ngươi làm rồi. Tiêu Tấn Hàn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Khuê Sơn, mặc dù lời nói có vẻ thương lược, nhưng giọng điệu lại hoàn toàn là ra lệnh. Vâng, hai gò má Âu Dương Khuê Sơn khẽ nhăn một cái, thấp giọng nói. Rất tốt, đều đi xuống đi, Tiêu Tấn Hàn hài lòng nhẹ gật đầu, lập tức phất tay nói. Mọi người tiên cung đáp ứng một tiếng, lui ra ngoài. Chư vị kim tiên đạo chủ của Trúc Long đạo liếc nhìn nhau, Âu Dương Khuê Sơn đưa mắt liếc ra một cái, lúc này mọi người mới đi ra khỏi đại điện. Sau một lát, mọi người hạ xuống phía trước một tòa đại điện. Âu Dương đạo chủ, Bắc Hàn tiên cung vậy là có ý gì, sự tình bắt bách Lý Viêm đã xong rồi, hắn vẫn còn ở lại Trúc Long đạo mà không đi, không lẽ thực sự muốn nhân cơ hội này khống chế quyền hành Trúc Long đạo của chúng ta. Kim Mao Tráng Hán, một trong hai gã đạo chủ dị tộc, tức giận bất bình nói sớm biết là cái dạng này lúc trước cũng không giúp đỡ bọn chúng đối phó với bách lý đạo chủ rồi có bách lý đạo chủ ở đây tiêu tấn hàn sợ ném chuột vỡ bình tuyệt đối không dám lớn lối như vậy một nữ tử có làn da màu bạc là đạo chủ dị tộc khác lạnh giọng nói nghe đến đó trên mặt những người khác đều lộ ra vẻ phức tạp cũng đều bóp chặt tàn tay lại trên mặt âu dương khuê sơn cũng lộ ra vẻ cười khổ không nói thêm gì nữa ý đồ của tiên cung là giành giành ra đó chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn thấu. Chẳng qua Trúc Long Đạo trải qua trận đại chiến này, thực lực đã bị tổn thương nghiêm trọng, cũng có không ít người đã trực tiếp phản bội chạy trốn. Trúc Long Đạo giờ đã không phải là đối thủ của Bắc Hàn Tiên Cung. Những thứ khác không nói, chỉ cần một tiêu tấn Hàn, căn bản cũng không có người nào của Trúc Long Đạo có thể đối kháng với hắn. chương 346, treo giải thưởng đuổi giết. Ngay lúc đám người Âu Dương Khuê Sơn bó tay thở dài, Tiêu Tấn Hàn đang ở đại điện tông môn Trúc Long Đạo, sắc mặt cũng đồng dạng dị thường khó coi. Giờ phút này y đã sớm từ ghế chủ tọa đứng lên, cho mày đi tới đi lui. Sau một lúc lâu, phía trên người y chợt dâng lên một đạo bạch quang, lơ lửng đã đến trước người, hóa thành một màn sáng màu trắng. Một bạch sắc nhân ảnh xuất hiện ở phía trên, toàn thân tản mát ra bạch quang chói mắt, khiến cho thân ảnh kia thoạt nhìn có chút mơ hồ, chỉ có thể miễn cưỡng đoán được là một trung niên nam tử. Đào trưởng lão, bước chân tiêu tấn hàn ngừng lại một chút, trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười nói tiêu tấn hàn đã qua mấy tháng tên hung thủ sát hại con ta các ngươi đã tra rõ chưa bạch sắc nhân ảnh trầm giọng hỏi bẩm trưởng lão sát hại lệnh công tử là một gã ngoại môn trưởng lão trúc long đạo tên là lệ phi vũ lúc đó hắn đã phản bội chạy trốn khỏi trúc long đạo ta đã phái người truy nã khắp nơi tiêu tấn hàn lập tức nói ngoại môn trưởng lão chỉ là một tên ngoại môn trưởng lão cũng có thể giết vũ nhi của ta bạch sắc nhân ảnh cười lạnh một tiếng tên trưởng lão này cũng không tầm thường. Cha ra, người này gia nhập trúc long đạo không đến nghìn năm, năm đó nhập môn vẫn là một tu sĩ chân tiên sơ kỳ, nhưng mà hôm nay, theo phỏng đoán tu vi hắn đã đạt tới chân tiên hậu kỳ, hơn nữa tu luyện chính là chân môn hóa luân kinh của trúc long đạo. Hơn nữa, người này cùng Bách Lý Viêm dường như cũng có liên hệ, ta cảm thấy người này chỉ sợ có quan hệ với luân hồi điện. Tiêu Tấn Hàn nói gấp gáp, ta mặc kệ hắn là người nào, lúc trước nếu như ta giao con ta cho ngươi, Hôm nay hắn lại bị người giết hại. Tiêu Tấn Hàn, việc này tốt nhất ngươi cho ta một lời giải thích thỏa đáng, nếu không. Bạch Sắc Nhân ảnh cả giận, nói xong lời cuối cùng ngôn từ đã thập phần bất thiện. Đào trưởng lão yên tâm, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một câu trả lời hài lòng. Sắc mặt Tiêu Tấn Hàn cứng đờ, hít sâu một hơi, có chút cúi đầu nói ra. Bạch Sắc Nhân ảnh lại hừ một tiếng, quang mang lóe lên biến mất vô tung. Tiêu Tấn Hàn ngẩng đầu, sắc mặt mơ hồ có chút xanh mét người đâu y chợt hét lớn một tiếng một đạo nhân ảnh từ bên ngoài bay vụt đến rơi vào trên đại điện hiện ra thân ảnh một thanh niên áo vàng tham kiến cung chủ thời gian trôi qua trong nháy mắt đã qua hai năm bên ngoài lôi minh thành một chiếc thuyền lớn chậm rãi cập bờ sau một lát từng bóng người từ trên thuyền lớn bay ra đáp trên một bến tàu thật lớn hàn lập biến thành một đại hán mặt đen đi hỗn tạp trong đám người lên bờ nhìn lôi minh thành trước mắt chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên một chút hồi ức lúc này khí thức toàn thân hắn nội liếm tản mát ra khí tức chẳng qua là mới bước vào đại thừa kỳ bên trong rất nhiều tu sĩ cũng không ngờ đến ánh mắt hàn lập đảo qua tả hữu không để lại dấu vết trên bến tàu cũng không có tình huống dị thường trong nội tâm có chút buông lỏng bước nhanh về hướng nội thành tình huống bên trong lôi minh thành so với năm đó hắn đến cũng không có thay đổi gì phía trên rất nhiều cây lôi che khuất bầu trời trên đường phố tu sĩ nhiều như mây náo nhiệt vô cùng hàn lập hơi trầm ngâm đi đến một hướng cũng không lâu lắm hắn đi đến một nơi có kiến trúc màu vàng, đúng là tiên sạn lôi minh thành. Hàn lập hít nhẹ một hơi, cất bước đi vào, tiên sản lôi minh thành có chút giống nhau, rất náo nhiệt, tu sĩ nơi này không ít, trên vách đá nhiệm vụ tại đại điện hiển hiện các loại nhiệm vụ, dẫn tới hơn phân nửa người trong điện đều túm tụm tại đó. Hàn lập lẫn trong đám người, đi đến trước vách tường nhiệm vụ, dương mắt nhìn lên. Chẳng qua là sau khi nhìn thấy, trong lòng của hắn liền hơi trầm xuống. Tại vị trí cực kỳ gần nhiệm vụ đầu tiên, thình lình có một loạt chữ to màu vàng dễ làm người khác chú ý vô cùng. Treo giải thưởng đuổi bắt trưởng lão Trúc Long Đạo phản bội chạy trốn tên là Lệ Phi Vũ, bắt được người này sẽ được tiên cung cùng Trúc Long Đạo liên hợp ban thưởng hai vạn tiên nguyên thạch. Cung cấp chuẩn xác tin tức, cũng có thể được ban thưởng 2.000 tiên nguyên thạch. Đằng sau nhiệm vụ là hình ảnh hàn lập, xem ra sự tình xác thực phiền toái, tiên sạn ở khắp các đại lục, nơi đây nếu như xuất hiện lệnh truy sát này, chỉ sợ đại lục khác cũng giống như vậy. Thanh âm giải đạo nhân vang lên trong đầu Hàn Lập, hai vạn tiên nguyên thạch, tiên cung thật đúng là để mắt đến ta. Sắc mặt Hàn Lập không động chút nào, trong nội tâm cười lạnh liên tục. Lệ Phi Vũ, người này lai lịch gì, lại bị tiên cung treo giải thưởng hai vạn tiên nguyên thạch. Người không biết sao, mấy năm trước trúc long đạo phát sinh phản loạn, nghe nói đệ nhất đạo chủ cấu kết với tổ chức tà ác, ý đồ bất lợi với toàn bộ tiên vực, nhờ có công chủ tiên cung Tiêu Tấn Hàn kịp thời phát hiện, âm mưu này mới thất bại. Lệ Phi Vũ này chỉ sợ cũng là đồng đảng của đệ nhất đạo chủ trúc long đạo thì ra là thế vậy hắn chính là vây cánh nối giáo cho giặc quả thực đáng giận đúng vậy a à, số tiên nguyên thạch lớn như thế xem ra phân lượng người này không nhẹ hẳn là phạm vào đại tội gì trong đám người bên cạnh vang lên một hồi nghị luận hàn lập lẫn trong đám người nhìn một hồi lại đảo qua một vòng các nơi trong tiên sạn mới không nhanh không chậm xoay người đi ra ngoài tuy rằng hắn tự nhận là người tiên cung không thể tìm được mình nhưng hiện tại các nơi đều treo giải thưởng truy nã hắn không thể khinh thường chút nào hắn cũng không nghĩ chính mình có thể đối kháng thực lực toàn bộ bắc hàn tiên cung rời khỏi tiên sạn hàn lập đi một vòng quanh các cửa hàng tài liệu trong lôi minh thành lôi minh thành là thành trì trọng yếu tiếp giáp giữa hoang lan đại lục cùng cổ vân đại lục các loại vật chất tài liệu rất nhiều so với một ít đại thành ở cổ vân đại lục còn phong phú hơn không ít hắn muốn phản hồi hắc phong hải vực đến lúc đó lại muốn mua sắm một thứ gì đó thì có chút bất tiện cũng không thể thông qua vô thường minh, cho nên ở chỗ này mua sắm một ít trước, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong hết thảy, hắn liền rời khỏi lôi minh thành. Giờ phút này, hắn đã không còn bộ dạng đại hán mặt đen nữa, mà biến thành một bạch diện thư sinh quần áo lượt là tu vi cũng hạ thấp đến trình độ hợp thể kỳ. Hắn dừng lại ngoài thành một chút, sau đó hóa thành một đạo độn quang màu xanh, không nhanh không chậm bay về phía xa. Lôi minh thành không phải có truyền tống trận sao? Ngươi vì sao không dùng truyền tống trận rời khỏi, như vậy thuận tiện hơn nhiều. Thanh âm giải đạo nhân vang lên trong đầu Hàn Lập, Lôi Minh Thành đúng là thành trì chứ danh ở Hoang Lan đại lục, tiên cung nếu muốn tra tìm tung tích của ta, nơi đây chỉ sợ cũng là trọng điểm được bọn hắn chú ý, khó bảo toàn không có linh bảo cấm chế dò xét khuôn mặt thật. Để phòng ngừa vạn nhất, vẫn là nên cẩn thận một chút. Hàn Lập chậm rãi nói ra, trong lòng của hắn sớm đã âm thầm hạ quyết tâm, không chỉ có Lôi Minh Thành, về sau tận khả năng không dùng truyền tống trận. Dùng độn tốc của hắn bây giờ một đường bay qua hoang lan đại lục, cũng hao phí thời gian khoảng mấy năm. Người đúng là đủ cẩn thận, mua thứ gì trong thành cũng biến hóa dung mạo mấy lần. Cẩn thận một tí cũng không có sai. Trong lúc hai người nói chuyện, Hàn Lập đã bay ra khoảng cách khá xa, xác nhận không có người truy tung phía sau, hắn độn tốc nhanh hơn, hóa thành một đạo thanh hồng, nhanh chóng bay về phía xa. Hàn Lập không biết là, lần này hắn hành động cẩn thận, quả thật làm cho hắn tránh khỏi một lần bại lộ nguy hiểm. Bác Hàn Tiên Cung vì muốn tìm ra hắn, bỏ ra khí lực thật lớn, ngoại trừ tìm kiếm hàn lập ở các đại lục, còn tăng thêm cấm chế đặc thù ở các nơi truyền tống đại thành. Từ cấm chế, tiên cung thu thập được khí thức hàn lập lưu lại lúc đại chiến ngày đó. Sau này cao nhân chuyên môn xếp đặt thiết kế cấm chế, có thể sinh ra đồng cảm với khí thức hàn lập. Tuy rằng cũng không nắm chắc 10 thành, dù sao tu sĩ chân tiên đều có một ít thủ đoạn cải biến khí thức, nhưng đây là cố gắng lớn nhất mà tiên cung có thể làm được. Vì những cấm chế cảm ứng này, không chỉ có bắc hàn tiên cung bỏ ra đại lượng tiên nguyên thạch thậm chí ngọn nguồn gia tộc tiêu tấn hàn cũng đều đem ra về phần thiết lập những cấm chế này tại truyền thống bên trong đại điện mà không phải nơi khác tiêu tấn hàn cũng đã cân nhắc kỹ người bình thường lúc bị truyền thống trận truyền thống đi đều theo bản năng vận công bảo vệ toàn thân lúc này là thời cơ tốt nhất cấm chế cảm ứng phát hiện khí tức đối phương bên cạnh lôi minh thành người ở khá dày đặc hàn lập không có phi hành với tốc độ cao nhất chỉ đề cao độn tốc đến trình độ chân tiên bình thường thôi hơn nữa tận khả năng đi vào khu vực man hoang thưa thất ít người. Dần dần rời khỏi khu vực người ở Đông Đúc, về sau hắn mới dần đề cao độn tốc. Hoang lan đại lục tuy rằng rất là nguy hiểm, nhưng lấy thực lực hàn lập lúc này, tự nhiên không cần để trong lòng. Như thế một đường không nhanh không chậm, bỏ ra ước chừng thời gian 3 năm, cuối cùng hắn cũng đi tới Lâm Hải Thành. Hàn lập cũng không có vào thành, cứ như vậy trôi nổi giữa không chung, quan sát tiểu thành phía dưới. Sau một lúc lâu, hắn quay người nhìn về một hướng khác, Chỗ đó chính là truyền tống trận trên mặt đất đi thông hắc phong hải vực. Cuối cùng đã trở về, Hàn Lập thở dài một hơi, tự nói một câu. Sau một khắc, thân hình hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo thanh ảnh mơ hồ, phi độn đến chỗ đó. Tuy rằng đã qua nhiều năm, nhưng vị trí truyền tống trận hắn tự nhiên sẽ không quên, sau một lát, liền bay đến bên cạnh. Ồ, kết quả khi hắn thu lại độn quang, lúc hiện ra thân hình, lông mày có chút nhăn lại. Năm đó bờ biển động quật không thấy bóng dáng một ai nhưng giờ xuất hiện ở trước mắt là cả một tòa thành trì gần biển. Thành này diện tích không lớn, chỉ có hơn 10 dặm, tường thành sử dụng một loại gạch lớn trắng noãn xây thành, cao chừng 2-30 trượng, toàn bộ thành trì bị một tầng xương mù dày đặc bao phủ, tản mát ra ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ. Xuyên thấu qua màn sáng có thể nhìn thấy nội thành là một mảnh kiến trúc cao lớn, đều là các cửa hàng, ở trung tâm thành đứng sừng sững một tòa tháp cao màu trắng, so với tường thành cao hơn rất nhiều, thoạt nhìn rất là hùng tráng. Thành chỉ có một cửa vào, trên cửa thành viết ba chữ to quan lan thành thân thức hàn lập đảo qua sau đó liền phi thân đáp trước cửa thành lúc này ngay cửa thành sắp một hàng dài không ít tu sĩ đang xếp hàng chờ đợi vào thành lúc này hàn lập biến thành một thanh niên mặt vàng tu vi cũng biểu hiện ra cảnh giới hợp thể kỳ hắn cũng đứng xếp vào cuối hàng vị đạo hữu này nhìn ngươi rất lạ mặt a à, là lần đầu tiên đến quan lan thành sao hắn vừa mới đáp xuống phía trước một tên thanh niên mặt đen dáng người hơi mập mặt tròn quay người lại cười ha hả rồi hỏi, bộ dạng như quen biết từ lâu. Đúng vậy, Hàn Lập nhẹ gật đầu, nhàn nhạt trả lời. a à, Đạo Hiếu là tu sĩ đến từ nơi nào? Đến quan lan thành, cũng là muốn rời bến săn giết yêu thú sao? Thanh niên mặt tròn dường như không có có nhận ra sự lãnh đạm của Hàn Lập, vẫn tươi cười không giảm chút nào. Hàn Lập không có trả lời, ánh mắt quét qua người này, phát hiện người này tu vi ước trường hợp thể hậu kỳ. Thanh niên mặt tròn bị Hàn Lập nhìn chằm chằm, Giáng tươi cười trên mặt hơi thu lại, cười khan vài tiếng nói, hặc hặc, là tại hạ đường đột. Tại hạ tần trọng, tại quan lan thành này xem như có vài phần danh khí, đạo hữu nếu là muốn ở chỗ này tìm tổ đội săn giết yêu thú, có thể tùy thời tìm ta. chương 347, danh ngạch, nguyên lai là tần đạo hữu, tại hạ họ liễu, thần tình trên mặt hàn lập hơi trì hoãn, gật đầu nói. Nguyên lai là liễu đạo hữu, hạnh ngộ, thanh niên mặt tròn cười nói, thanh niên này tên là tần trọng, khéo nói dị thường, hai người nói chuyện phiếm vài câu bầu không khí rất nhanh hỏa hoãn xuống tần đạo hiếu người cũng biết lúc kiến tạo tòa quan lan thành này sao tại hạ mấy trăm năm trước cũng đã tới nơi đây khi đó cũng không có tòa thành này a à? hàn lập nhìn như tùy ý mà hỏi Liễu đạo hiếu có chỗ không biết tòa quan lan thành này vừa mới dựng lên hơn trăm năm trước nội thành có truyền thống trận đi thông đến hắc phong hải vực thường xuyên có một ít vật đặc sản từ hắc phong hải vực xuất hiện những năm này càng thêm nổi danh cho nên hấp dẫn không ít người tới đây nên những năm gần đây rất là thịnh vượng. Tần Trọng giải thích nói, thì ra là thế, Hàn Lập gật đầu, nhưng trong lòng thì hơi thoáng trầm xuống. Như thế xem ra, Hắc Phong Hải vực liên hệ cùng ngoại giới so trước kia tăng cường hơn nhiều, đối với Hắc Phong Hải vực xem ra có lợi lớn hơn tệ. Dù sao so sánh cùng những nơi khác ở Bắc Hàn Tiên vực, tài nguyên tu luyện ở Hắc Phong Hải vực tương đối bẩn cùng, có thêm càng nhiều tài nguyên, mặc dù là địa tiên, tốc độ tu luyện cũng tăng lên nhiều. Nhưng hết thảy đối với hắn, muốn tránh đầu sóng ngọn gió cũng không hẳn là chuyện tốt. Trong lúc hai người nói chuyện, hàng ngũ cũng không ngừng đi tới phía trước, rất nhanh đến phiên hai người. Nộp một ít lệ phí vào thành, Hàn Lập rất nhanh tiến nhập nội thành. Các nơi bên trong quan lan thành đều lộ ra một cỗ mới lạ, mặt đất, đường đi cơ bản đều không nhiễm một hạt bụi, quả nhiên là tòa thành vừa mới thành lập. Ánh mắt Hàn Lập quét qua khắp nơi, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía tòa tháp cao. Tòa bạch tháp này chia làm 5 tầng, đỉnh tháp cao lơ lửng năm căn ngọc trụ màu xanh ra trời, mỗi một căn đều cao mấy trượng, cỡ thùng nước, mặt ngoài khắc vô số phù văn. Năm căn ngọc trụ tản mát ra hào quang xanh thắm, hô ứng lẫn nhau, tán phát ra trận trận tinh thần chi lực chấn động cường đại. Liễu đạo hữu đến Quan Lan Thành, là muốn đi Hắc Phong Hải vực a. À? Tần Trọng giờ phút này cũng không có bỏ đi, thấy Hàn Lập nhìn về phía Bạch Tháp, hạ thấp giọng hỏi: "Quan Lan Thành đi Hắc Phong Hải vực có phải vẫn giống như trước đây, trăm năm truyền tống một lần?" Hàn Lập nghe vậy, chậm rãi gật đầu nhẹ, hỏi: Tới Quan Lan Thành này, muốn đi Hắc Phong Hải vực là điều bình thường, ngược lại không cần phải giấu giếm cái gì. Là như thế không sai, hơn nữa Đạo Hữu đến vô cùng khéo, khoảng cách truyền tống trận mở ra tiếp theo không đến 2 năm nữa. Bất quá bây giờ người muốn đi Hắc Phong Hải vực rất nhiều, danh ngạch tranh đoạt phi thường kịch liệt, liếu Đạo Hữu nếu muốn nhân dịp này dùng truyền tống trận đi Hắc Phong Hải vực, chỉ sợ không dễ dàng. Tần Trọng Hình như có ý gì đó nói. A à, nghe tần đạo hiếu nói chuyện hẳn là có cách có thể lấy được danh ngạch truyền thống kính xin chỉ giáo một hai hàn lập bất động thanh sắc nói từ tình huống dòng người đi đến nội thành như dệt lấy được danh ngạch truyền thống chỉ sợ vô cùng khó khăn đương nhiên hắn nếu bày ra thực lực chân chính muốn lấy được danh ngạch tự nhiên dễ dàng nhưng việc này lại có khả năng bạo lộ thân phận của mình nếu là có thể từ tần trọng lấy được một cái danh ngạch coi như là dùng nhiều chút tiên nguyên thạch cũng không vấn đề gì chỉ giáo thì không dám nhận trong tay tại hạ xác thực có một cái danh ngạch, liếu đạo hữu nếu có hứng thú, chúng ta có thể nói chuyện kỹ càng. Tần trọng cười thần bí, nhìn nhìn quán rượu cách đó không xa nói. Đương nhiên, Hàn Lập gật đầu nói, hai người đi vào quán rượu, mướn một gian phòng trang nhã, kêu một ít rượu và thức ăn. Hương vị thanh linh tử ở tử lâu này phi thường không tệ, liếu đạo hữu có thể thưởng thức. Tần trọng châm cho Hàn Lập một chén rượu, cười ô ô nói. Tử thủy có màu thanh bích, ẩn ẩn có một cỗ linh vụ phiêu đáng phía trên, tản mát ra một mùi rượu thấm vào ruột gan. Hàn lập nhìn thoáng qua, cũng không có động, tần trọng lại giống như có vẻ ghiền rượu, liên tục tự rót hai chén uống một mình. Tần đạo hiếu, rượu có thể từ từ uống, trước tiên là nói về sự tình danh ngạch truyền tống A. Hàn lập thấy người này lại muốn rót chén thứ ba, lúc này mới mở miệng nói. Liễu đạo hiếu chê cười, tại hạ mặc dù sớm đã tích cốc không ăn, nhưng mỗi lần du lịch thiên hạ, gặp rượu ngon món ngon, vẫn luôn dứt bỏ không được. Vậy trở lại chuyện chính A, nhìn ra Liễu Huynh cũng là người sảng khoái, ta cũng chẳng dài dòng nói thẳng. Tần Trọng cười khan một tiếng, buông bầu rượu xuống, thần sắc nghiêm túc vài phần. Cứ nói đừng ngại, Hàn Lập nói ra, Liễu Đạo Hiếu lần đầu đến quan lan thành, đối với tình huống nơi này chỉ sợ cũng không rõ, hiện tại người muốn đi hắc phong hải vực rất nhiều, hơn nữa chẳng biết tại sao, những năm này, việc quản lý danh ngạch truyền tống đi hắc phong hải vực so trước kia nghiêm cẩn hơn nhiều, cũng không phải là có tiên nguyên thạch là có thể đến, còn cần có một ít thế lực bản địa bảo đảm, cho nên đồng dạng tu sĩ từ bên ngoài đến muốn đi vào Hắc Phong Hải vực, độ khó tăng nhiều. Tần Trọng nói như thế, ta xưa nay nghe nói Hắc Phong Hải vực cùng tiên vực khác bất đồng, tương đối phong bế tự thành thế giới riêng, phần lớn tu sĩ dựa vào huyết mạch gia tộc tu luyện địa tiên làm chủ, vì để tránh phong hiểm, làm như thế cũng không có gì đáng trách. Tần đạo hữu trước tiên nói về danh ngạch kia a. À, Hàn Lập như có điều suy nghĩ gật đầu, chậm rãi nói ra. Danh ngạch này, kỳ thật cũng không phải của bản thân tại hạ chính là của một hảo hữu nắm giữ. Hắn vốn định tiến về Hắc Phong Hải vực làm một số sinh ý, nhưng hắn gần đây tu vi chuẩn bị đến giai đoạn phá quan, cần một ít đan dược phụ trợ, cho nên muốn bán danh ngạch này đi. Tần Trọng không thấy sắc mặt Hàn Lập vội vàng chút nào, buộc lòng phải nói tiếp. Thì ra là thế, bất quá danh ngạch truyền tống hút hàng như thế, vị bằng hữu kia của ngươi muốn bán danh ngạch này có lẽ đã sớm bán đi rồi, cũng sẽ không bảo tồn đến nay. Tần Đạo Hữu còn có gì muốn nói, xin mời nói thẳng ra. Hàn lập chậm rãi nói, không dối gạt đạo hiếu, bằng hiếu kia của ta hôm nay có chút túng quẫn, nên danh ngạch này tự nhiên muốn giá tốt một chút. Tần trọng cười ha ha nói, quý hiếu chào giá bao nhiêu? Hàn lập nghe vậy, trong lòng buông lỏng, hỏi, 15 khối tiên nguyên thạch. Tần trọng do dự một chút, nói ra, 15 khối, nếu ta nhớ không lầm, trước kia một cái danh ngạch, hẳn là 5 khối tiên nguyên thạch ha. À. Hàn lập nhíu mày, nói ra, ôi ôi, bên ngoài giá tiền ngược lại là không có tăng vẫn là năm khối tiên nguyên thạch, bất quá liếu đạo hiếu cũng biết hiện tại danh ngạch truyền tống hút hàng, trong chợ đen tuy ngẫu nhiên cũng có danh ngạch xuất hiện, bất quá chào giá cũng đều là 10 khối tiên nguyên thạch, hơn nữa bọn hắn cũng không chịu trách nhiệm tìm người bảo đảm. 15 khối tiên nguyên thạch tuy mắc một chút, nhưng gia tộc vị bằng hiếu kia của ta tại bản địa rất có uy vọng, có thể đảm bảo miễn phí cho ngươi. Tần Trọng lập tức nói ra, vậy sao? Hàn Lập nghe vậy, sờ lên cằm, mặt lộ vẻ trầm ngâm, tựa hồ lưỡng lự. liếu đạo hữu người có chỗ không biết, Hắc phong đảo bây giờ càng ngày càng xem trọng truyền tống trận, kiểm tra kỹ lưỡng người xuất nhập, nếu là người truyền tống đến Hắc phong hải vực xảy ra sự tình gì, những thế lực đảm bảo kia sẽ bị Hắc phong đảo chủ trừng phạt rất nặng. Cho nên hiện tại một ít thế lực có uy tín ở quan lan thành, đều không muốn tùy ý vì một ngoại nhân đảm bảo, mặc dù dùng chút ít tiên nguyên thạch lót tay, cũng cần một khoản tiền lớn, năm khối tiên nguyên thạch chưa hẳn có thể làm được. Tần trọng vội vàng nói thêm, đã như vậy, Tần Huynh vì sao khẳng định gia tộc Quý Hữu sẽ nguyện ý bảo đảm cho tại hạ? Hàn lập lại hỏi, a à, à, liên quan đến việc này, bằng hữu kia của ta tự nhiên đã sớm cân nhắc, cho nên nhờ Tần Mỗ bán ra danh ngạch này, cũng thuận tiện tìm hiểu kỹ thân phận đối phương. Tần Mỗ cùng đạo hữu tuy tiếp xúc thời gian không dài, nhưng dọc đường trò chuyện với nhau, có thể thấy được các hạ cũng không phải là loại người cùng hung cực ác. Tần trọng cười ha ha nói, Hàn lập nghe vậy, gật đầu nói Tần đạo hữu đã nói như vậy, vậy được rồi, ta đáp ứng ta lập tức thông chi cho hắn tới giao dịch. tần trọng nghe vậy, chỗ sâu trong ánh mắt hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói: tốt, ngay ở chỗ này a, à, mong rằng tần đạo hiếu đi nhanh về nhanh. hàn lập gật đầu nhẹ, tần trọng uống một hơi cạn sạch chén rượu, lúc này vẫn chưa thỏa mãn đứng dậy, chắp tay với hàn lập, sau đó bước nhanh ra ngoài. hàn lập đợi gã ly khai, sau đó lông mày lập tức nhíu lại, đứng lên đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn kiến trúc tòa tháp cao cao phía xa. xem ra những năm gần đây. Hắc phong hải vực vốn coi như bình tĩnh đã phát sinh biến hóa không nhỏ, chính mình chuyến này trở lại, không biết có phải quyết định đúng không. Trong nháy mắt, nửa canh giờ đã qua, cánh cửa căn phòng két, một tiếng bị người đẩy ra, vẻ mặt tần trọng tươi cười đi đến. Đi theo sau lưng gã là một bạch sắc nhân ảnh, trên đầu đeo một mũ rộng vành, mạng che mặt rủ xuống che khuất dung mạo. Đuôi lông mày hàn lập trao lên, bạch sắc nhân ảnh gỡ mạng che mặt xuống, lộ ra một dung nhan thiên kiều bá mị, lại là một nữ tử tuyệt mỹ chỉ là sắc mặt nàng dị thường tái nhợt, làn da phẳng phất che phủ một tầng băng tinh màu trắng, toàn thân tản mát ra một cỗ hàn khí dày đặc. Trên mặt hàn lập lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Lại để cho liễu đạo hữu đợi lâu, tần trọng có chút áy náy nói, không sao, chút thời gian này tại hạ vẫn có thể chờ. Hàn lập nhàn nhạt nói ra, lập tức ánh mắt nhìn về phía bạch y nữ tử, lộ ra một chút ý hỏi. Đúng vậy, danh ngạch truyền tống chính là từ người bạn thân này của ta. Tần trọng liếc nhìn bạch y nữ tử, trong mắt hiện ra vẻ ái mộ thật sâu, bộ dạng tình căn thâm trùng. Khuôn mặt bạch y nữ tử ửng đỏ, hơi ngượng ngùng chừng liếc tần trọng, bất quá ánh mắt kia cũng giống như mang theo vài phần tình ý ướt át. Hai người hiển nhiên đều là tu tiên giả tu luyện không biết bao nhiêu năm tháng, hôm nay lại là một bộ tình trạng ý thiếp, làm dáng tiểu tình nữ. hàn lập nhìn thấy trong nội tâm không khỏi trợn trắng mắt. Tiểu nữ tuyết lạc, bài kiến liễu đạo hiếu, bạch y nữ tử khẽ gật đầu về phía hàn lập, có chút ngượng ngùng nói nguyên lai like là tuyết tiên tử, liễu mỗ hữu lễ, không biết có thể để cho tại hạ xem trước một chút tín vật truyền tống không? Hàn lập gật đầu nói, thiếu nữ trước mắt này cùng tần trọng đồng Giác đều là tu vi hợp thể kỳ đỉnh phong, hơn nữa khí tức trên người dục dịch, xác thực là dấu hiệu sắp đột phá. Tất nhiên, tay bạch hy nữ tử tuyết lạc lấy ra lệnh bài màu đen, trên một mặt khắc hai chữ hắc phong, mặt kia tức thì có khắc hai chữ na di, giống như đúc với lệnh bài lúc trước Hàn lập lấy từ hắc phong đảo chủ. Hàn lập tiếp nhận lệnh bài, lật xem hai cái, về sau gật đầu nhẹ. Sau đó tay hắn tại mặt bàn vung lên, trên mặt bàn liền nhiều ra 10 khối tiên nguyên thạch. Tuyết lạc thấy vậy, đôi mi thanh tú nhẹ trao lại. Liễu đạo hiếu, chúng ta đã nói rồi, đúng giá 15 khối tiên nguyên thạch. Sắc mặt tần trọng hơi trầm xuống, nói ra, chương 348, nói bóng nói gió. Không dối gạt hai vị, tại hạ đồng dạng xấu hổ vì trong ví giống tuyết, tiên nguyên thạch chỉ có 10 khối này, còn lại 5 khối dùng mấy thứ này đền được không? Hàn lập nói xong, tay áo phất nhẹ một cái, trên mặt bàn nhiều ra năm khối tinh thạch màu ngà sữa, mỗi một khối đều lớn cỡ nắm tay, tản mát ra hàn khí nhẹ nhẹ. Hắn cũng không phải tiếc gì năm khối tiên nguyên thạch này, chẳng qua là lấy tu vi của hắn bây giờ là hợp thể kỳ, nếu đơn giản xuất ra 15 khối tiên nguyên thạch, thực dễ làm người khác chú ý. Phải biết rằng, bên trong hắc phong hải vực, mặc dù là địa tiên tu vi đã tới chân tiên cảnh sơ kỳ, gia sản cũng chưa chắc có được 15 khối tiên nguyên thạch đấy hàn phách tinh ánh mắt tuyết lạc rơi vào trên những thứ màu trắng óng ánh này lập tức đại hỉ cầm lấy một khối tinh thạch màu trắng xem xét cẩn thận tần trọng một bên đang còn muốn nói gì đó nhưng thấy thần sắc biến hóa của tuyết lạc lúc này cũng im lặng không nói gì nữa dùng năm khối hàn phách tinh này đến năm khối tiên nguyên thạch nhị vị không có ý kiến gì chứ hàn lập chậm rãi nói ra không có vấn đề tuyết lạc lập tức gật đầu nhanh chóng thu năm khối tinh thạch màu trắng vào tựa hồ như sợ hàn lập đổi ý Hàn Lập cười nhạt một tiếng, cũng điềm tĩnh thu lệnh bài vào. Để đảm bảo sự tình, Liễu Đạo Hữu không cần lo lắng, chỉ cần theo ta đi tuyết ra một chuyến, rất nhanh có thể làm tốt chuyện này. Tuyết Lạc lập tức nói thêm, tốt, việc này phải làm phiền tuyết tiên tử rồi. Hàn Lập gật đầu nhẹ, Liễu Đạo Hữu không biết, Hàn Phách Tinh này ngươi nơi đây còn có không? Tuyết Lạc do so dự một chút, có chút hy vọng nhìn xem Hàn Lập, lại hỏi. Như thế nào, tuyết tiên tử muốn mua thêm sao? Hàn Lập sờ lên mũi, hỏi vật ấy đối với ta vô cùng có ích, liễu đạo hữu nếu có, tiểu nữ nguyện ý dùng giá cao để mua. Tuyết lạc cùng tần trọng liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu nói. Kính xin liễu đạo hữu hỗ trợ, tần mỗ vô cùng cảm kích. Đạo hữu nếu cần tại hạ làm việc gì, tần mỗ nhất định không chối từ. Tần trọng thấy vậy, cũng lập tức khẩn cầu, hàn phách tinh ta xác thực vẫn còn có hai khối. Hàn lập liếc nhìn hai người, tay vẫy nhẹ, trên mặt bàn nhiều ra hai khối tinh thạch màu trắng. Hai khối hàn phách tinh này, mỗi một khối lớn như hai quả đấm, hơn xa năm khối vừa rồi. Tuyết lạc thấy vậy, trong lòng vui vẻ, bất quá nàng cũng không có liều lĩnh đến lấy hai khối hàn phách tinh này, mà là hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn hàn lập nói ra. Kính xin liếu đạo hiếu có thể bỏ những thứ yêu thích, về phương diện giá cả không cần lo lắng. Hai khối hàn phách tinh này vốn là tại hạ chợt có được, nếu như tuyết tiên tử cần, liền tặng cho ngươi là được. Hàn lập đưa hai khối hàn phách tinh này đến trước người bạch y nữ tử người ta thường nói vô công bất thụ lộc tiểu nữ làm sao có thể vô cớ nhận lấy lễ vật lớn như thế kính xin đạo hữu nói ra giá tiền đi trong mắt tuyết lạc hiện lên một tia kinh ngạc lắc đầu nói nếu như tuyết tiên tử nói như thế tại hạ cũng liền không khách khí tiên tử đã là thế gia đệ tử ở quan lan thành này chắc hẳn tin tức linh thông không biết hắc phong hải vực những năm gần đây xảy ra chuyện đại sự gì ngoài ra hắc phong đảo vì sao kiểm tra nghiêm ngặt người đi đến hắc phong hải vực như vậy chỉ cần đạo hữu có thể trả lời tại hạ hai vấn đề này, hai khối hàn phách tinh này ta liền đưa tặng ngươi. Hàn lập khoát tay áo, rồi hỏi như thế. Đạo hữu nói thật, trong mắt tuyết là cùng tần trọng hiện lên vẻ vui mừng, lại hỏi. Liễu mỗ nói ra nhất định thực hiện, hàn lập không chút trần trừ nói ra. Kỳ thật quan lan thành cùng hắc phong hải vực tuy chỉ cách nhau một tòa truyền tống trận, nhưng tin tức liên thông lại vô cùng bế tắc, chúng ta biết rõ chuyện hai bên cũng không nhiều. Nếu nói chuyện đại sự ở hắc phong hải vực, lớn nhất chính là chuyện hai cỗ thế lực Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo tranh đấu với nhau, những năm này song phương tranh đấu đã dần dần biểu hiện ra ngoài, xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng. Tuyết Lạc trầm ngâm một chút, sau đó mới nghiêm túc nói ra: "A, à, hải vực cách xa thì có bị liên lụy vào hay không?" Ánh mắt Hàn Lập chấp lên, lập tức hỏi: "Cái này cũng không quá rõ ràng, bất quá nghe người từ bên kia tới nói, phạm vi chiến đấu vẫn đang giới hạn tại khu vực trung tâm, một ít hải vực xa xôi coi như chưa bị ảnh hưởng." Liễu Đạo Hiểu ta biết đại khái cũng chỉ như vậy thôi. Tuyết lạc lắc đầu nói, hàn lập gật đầu nhẹ, ôm mông đảo ở chỗ hẻo lánh, có lẽ còn chưa bị ảnh hưởng đến. Đúng rồi, mười mấy năm trước ta nghe một đạo hữu đến từ Hắc Phong Hải vực nói về một việc, nghe nói lúc ấy cũng đưa tới oanh động không nhỏ. Tần trọng một bên bỗng nhiên mở miệng nói, a, à, sự tình gì, trong lòng hàn lập khẽ động, lập tức hỏi, tình huống cụ thể ta không quá rõ, tựa hồ là lạc phách kình phong ở một chỗ bên ngoài Hắc Phong Hải vực, chẳng biết tại sao đột nhiên xâm nhập vào trong hải vực, liên tiếp hủy diệt mấy cái hải đảo. Tần Trọng nói như thế, Lạc Phách Kình Phong, Hàn Lập hơi ngẩn ra, việc này ta cũng hơi nghe thấy, Lạc Phách Kình Phong này là một tầng bình chướng thiên nhiên, làm cho Hắc Phong Hải vực đoạn tuyệt với nhân thế, đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, ở đây trước kia chưa bao giờ phát sinh qua sự tình khác thường. Tuyết Lạc cũng phụ họa nói, tốt, việc này ta biết rồi, vậy tại hạ cần biết vấn đề thứ hai, không biết hai vị có biết nguyên nhân gì không? hàn lập gật gật đầu lập tức lại hỏi tuyết lạc cùng tần trọng liếc nhau lắc đầu nói về vấn đề này kỳ thật rất nhiều người quan lan nội thành cũng muốn biết nguyên nhân đáng tiếc một mực không ai biết được như vậy a à, bất kể như thế nào hai vị đã trả lời tại hạ một vấn đề có thể cầm đi một khối hàn phách tinh hàn lập nhíu mày trầm ngâm lập tức nói ra vậy liền đa tạ liễu đạo hữu rồi tuyết lạc cầm lấy một khối tinh thạch thu vào sau đó lại nhìn khối hàn phách tinh kia hỏi về phần khối hàn phách tinh kia tiểu nữ nguyện ý xuất ra hai khối tiên nguyên thạch đổi lấy không biết đạo hiếu có thể bỏ những thứ yêu thích nhường cho hay không hàn lập nghe vậy cũng không có cự tuyệt ba người ngồi tại quán rượu nhỏ chốc lát liền đứng dậy rời đi hàn lập đi theo hai người đến tuyết gia là một thương hội có quy mô không nhỏ nằm ở phía đông quan lan thành tuyết là coi như đã báo tin trước rất nhanh hoàn thành đảm bảo sự tình cho hàn lập đến tận đây song phương theo nhu cầu chính mình giao dịch coi như hoàn thành mỹ mãn hàn lập cũng không có ở lại tuyết gia từ chối lời mời của tuyết lạc giữ lại rất nhanh cáo từ ly khai chuyến này ngược lại thuận lợi vô cùng thanh âm giải đạo nhân vang lên trong tai hàn lập đúng vậy a à, hàn lập thì thào tự nói một tiếng lật tay lấy ra một cái lệnh bài màu trắng trên lệnh bài một mặt khác một cái đồ án cầm điều màu trắng đầu dẹp miệng ưng có chút kỳ dị mặt kia viết hai chữ tuyết gia đây là lệnh bài tuyết gia tuyết lạc tặng cho hàn lập nhìn xem lệnh bài màu trắng ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư. Lệnh bài kia làm sao vậy? Giải đạo nhân hỏi, không có gì, chẳng qua là cảm thấy đồ án phi cầm phía trên có chút đặc biệt. Hàn lập lắc đầu, nói ra, đồ án này, trước kia hắn ở tại Hắc Phong Hải vực đã từng thấy, nếu nhớ không lầm, đồ án phi cầm màu trắng này là dấu hiệu của một thế lực ở Tuyết Diên Đảo, một hòn đảo phụ cận Ô Mông Đảo. Theo Ô Mông Đảo ghi chép, mấy vạn năm trước, tất cả mọi người ở trên Tuyết Diên Đảo đột nhiên biến mất toàn bộ, trở thành một điều bí ẩn ở mảnh hải vực lúc ấy. Không biết tuyết ra cùng tuyết diên đảo năm đó có quan hệ gì. Hàn lập rất nhanh thu hồi lệnh bài, không muốn nghĩ đến những việc vặt này nữa, nhưng hai đầu lông mày vẫn hiện lên một tia suy tư không dứt đi được. Như thế nào, người vẫn còn lo lắng biến cố ở Hắc Phong hải vực. Người không phải nói, chỗ đó lợi hại nhất chính là Hắc Phong đảo chủ, một gã chân tiên hậu kỳ địa tiên mà thôi, lấy thực lực của người còn phải cố kỵ như thế. Giải đạo nhân nói ra, nói thì nói như thế, bất quá chẳng biết tại sao, ta vẫn cảm thấy có chút bất an. Hàn Lập nói ra, ta xem ra thời gian qua ngươi tránh né thiên đình đuổi bắt, có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Giải đạo nhân nói ra, hy vọng là ta đa tâm A. À. Hàn Lập tự diễu nói, thần tình vẫn không có buông lỏng. Đang khi nói chuyện, Hàn Lập đi tới một một con đường ở phía đông thành. Giờ phút này chính là giữa trưa, người ở đây di lại nhiều như sông. Những người này tu vi cũng không thấp, có khối người có tu vi luyện hư, hợp thể kỳ, hẳn là một ít tán tu tới đây săn bắn tầm bảo đa số cửa hàng hai bên đường phố đều bán tài liệu bên trong các loại tài liệu linh thảo yêu thú vô cùng mới lạ hiển nhiên là vừa mới thu mua vào hàn lập bởi vì công việc đã xong vừa vặn trong lúc rảnh rỗi dứt khoát bắt đầu đi dạo trong các cửa hàng quan lan thành tuy rằng không lớn cửa hàng cũng không coi là nhiều nhưng bên trong có rất nhiều thứ tạp nham trong đó không thiếu đồ vật chân quý làm cho hắn hơi có chút thu hoạch càng thêm hào hứng không bao lâu hắn dừng bước trước mặt tiền một cửa hàng tài liệu lớn từ ngoài cửa nhìn vào đồ vật bên trong rất nhiều chất đống đến mười mấy cái kệ trên mặt hàn lập lộ ra vẻ tươi cười cất bước đi vào vào thời khắc này một thanh niên áo trắng từ bên trong đi ra hai người nhìn thoáng qua hàn lập dừng bước lại quay người nhìn bóng lưng người này trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc thanh niên áo trắng này biểu hiện ra là tu vi hợp thể hậu kỳ nhưng hàn lập nhìn ra tu vi thật của người này rõ ràng là một gã tu sĩ đẳng cấp cao chân tiên sơ kỳ hơn nữa thủ đoạn người này che giấu khí thức cao minh dị thường, nếu hắn không có thần thức vô cùng cường đại, chưa hẳn có thể phát hiện ra. Thanh niên áo trắng cũng không chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập ở phía sau lưng, bước nhanh đi vào trong đám người, rất nhanh biến mất vô tung. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, lắc đầu, cất bước đi vào cửa hàng. Dù sao tu sĩ đẳng cấp cao che giấu tu vi bản thân là điều rất bình thường, bản thân chẳng phải cũng như vậy sao? Vị khách quan kia, ngài cần cái gì? Trường quầy thấy Hàn Lập đi vào, vội vàng nhiệt tình chạy ra đón chào hơn nửa ngày sau hàn lập đã đi dạo một vòng quanh thành hết thảy cửa hàng cũng đi dạo một lần đã tìm được vài món tài liệu không tệ còn có hai loại hạt giống linh thảo hiếm thấy có lẽ do quan lan thành vừa mới thành lập hơn nữa là chỗ hẻo lánh nơi này còn không bị người khác thu mua hết đối với việc này thật ra khiến trong lòng của hắn không khỏi nhẹ nhõm thêm vài phần giờ phút này hàn lập đứng ở khu vực trung tâm tòa thành cách không xa phía trước chính là tòa tháp màu trắng chính là chỗ truyền tống trận. Dưới màn đêm, toàn thân tòa tháp màu trắng tản mát ra hào quang óng ánh, hòa lẫn với ánh trăng giữa không trung, thoạt nhìn có vài phần ý cảnh đặc biệt. Chẳng qua là giờ phút này đại môn tòa tháp đóng chặt, nhìn không thấy tình huống bên trong. Hắn cũng không dùng thần thức cưỡng ép dò xét, đứng nguyên chỗ gây ngốc chốc lát, sau đó liền quay người ly khai, tìm một khách sạn hẻo lánh tại thành Tây, lẳng lặng bắt đầu bế quan. Chương 349, ý vị sâu xa. Hàn Lập ở bên trong mật thất của gian phòng tại khách sạn này chờ đợi cũng gần 2 năm. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng ngẫu nhiên xuất quan vài lần. Lần nào cũng thay đổi hình dạng đi lượn một vòng khắp tất cả các cửa hàng trong thành, vừa chú ý một chút động thái của ngoại giới và tiên cung, cũng vừa nhìn xem có linh tài gì đáng giá mua sắm hay không. Cũng có lẽ bởi vì Hắc Phong Hải vực hoàn toàn chính xác là nơi vô cùng vắng vẻ, cho nên ở quan lan thành này cũng chưa thấy người của Bắc Hàn tiên cung qua lại, chỉ là sự tình phát sinh ở Trúc Long Đạo vẫn được truyền bá đến tận nơi đây. Chuyện này đã trở thành sự tình rất oanh động toàn bộ Bắc Hàn tiên vực những năm gần đây. Đối với việc này, tất nhiên là Hàn Lập cũng chú ý nhiều hơn một chút. Khi biết được hô ngôn đạo nhân cũng không rơi vào tay Bắc Hàn tiên cung, không hiểu sao nội tâm hắn cũng thoáng trở nên thoải mái hơn, chỉ là có chút nghi hoặc tại sao tiên cung lại không tiến hành truy nã bên trong tiên sạn ở hoang lan đại lục này. Ngoại trừ điều đó ra còn có bách lý đạo chủ, thân là một trong 13 kim tiên đạo chủ của Trúc Long Đạo, nửa bước thái ất, hình như cũng không chính thức vẫn lạc trong tay của Tiêu Tấn Hàn. Tuy rằng người này không có liên quan gì đến mình, nhưng Hàn Lập thấy vậy vẫn khá là vui mừng. Dù sao bản thân hắn hôm nay cũng bị Bắc Hàn tiên cung truy nã, có người phân tán lực chú ý của tiên cung giúp cho đúng là một chuyện đáng vui mừng. Một ngày kia, trung ương quan lan thành. Xung quanh tòa tháp 5 tầng màu trắng tản mát ra ánh sáng chói mắt, phía trên đỉnh tháp càng là phát ra một cột sáng màu lam, bắn thẳng lên trời khí thế kinh người không ít tu sĩ ở nội thành đang nhao nhao vây kín xung quanh tòa tháp màu trắng nhìn những đám tu sĩ tiến vào bên trong tháp trên mặt bọn hắn không giấu được một nét hâm mộ người có thể tiến vào bên trong tháp tất nhiên cũng chính là người lấy được tư cách truyền thống tục truyền những năm gần đây vậy mà có không ít tu sĩ tìm được chỗ tốt từ hắc phong hải vực đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu nhất khiến cho một tiểu thành mới xây dựng được hơn trăm năm như quan lan thành này hưng thịnh được như hôm nay trong đám người có một gã bạch diện thư sinh đang cầm quạt xếp trong tay, mắt không chấp nhìn tòa tháp màu trắng, trên mặt không biểu lộ, không biết đang suy nghĩ điều gì. Bỗng nhiên, hắn từ giữa đám người tiến lên phía trước, quạt xếp trong tay thu lại, đi thẳng đến hướng tòa tháp màu trắng. Người này không phải ai khác, chính là Hàn Lập đã cải trang. Sau khi tiến vào bên trong tòa tháp, đi qua một đoạn hành lang không dài, trước mắt lập tức sáng rõ. Một cái đại sảnh lớn cỡ trăm trường xuất hiện, hai bên trái phải cửa phòng có hai gã tu sĩ mặc áo đen đang đứng. Trường bào trên người của hai tên này Hàn Lập cũng đã thấy qua, chính là quần áo và trang sức của Hắc Phong Đảo. Mời đạo hữu đưa ra lệnh bài truyền tống cùng với chứng minh đảm bảo. Nam tử tóc xám đứng bên tay trái hơi gật đầu với Hàn Lập, giọng bình tĩnh nói. Hàn Lập cũng không nói gì, trực tiếp lật tay lấy ra hai vật, giao cho người này. Người nọ cũng thoáng lấy ra một tấm ngọc khuê màu trắng, một tia sáng trắng từ nó phát ra bao kín hai kiện vật phẩm lại ánh sáng lóe lên từ trên ngọc khuê, hiện ra hai cái phù văn màu vàng lớn chừng nắm tay, ngay sau đó chợt biến mất. Mời đạo hữu đi tiếp, lão giả lưng còng bên tay phải thấy vậy, giọng khàn khàn nói ra. Hàn lập hơi gật đầu, sau đó cất bước đi vào. Đại sảnh hình chữ nhật hiện ra, trên mặt đất phủ đầy gạch bằng ngọc thạch trắng noán, trên vách tường xung quanh khắc chẳng chịt phù văn rõ ràng phát ra ánh sáng màu ngà ngà sữa chiếu sáng toàn bộ đại sảnh trong sảnh ngoại trừ mấy tên tu sĩ hắc phong đảo mặc áo đen đã có hơn hai chục tên tu sĩ mặc quần áo và trang sức khác nhau, đang tụ tập thành nhóm lẳng lặng chờ đợi. Truyền tống trận ở chỗ sâu nhất bên trong đại sảnh, mặc dù chưa khởi động, nhưng tản mát ra từng đợt chấn động không gian nhẹ nhàng. Đối với Hàn Lập tiến đến, cũng không có làm cho bao nhiêu người chú ý, ngoại trừ có mấy người đưa mắt nhìn lại một chút, những người còn lại cũng xem như không thấy. Hàn Lập tùy ý đưa mắt nhìn xung quanh đại sảnh. Chân cũng không dừng bước đi đến một chỗ vắng vẻ rồi mới đứng lại, sau đó khoanh chân ngồi xuống tuy rằng thần sắc hắn như thường, nhưng trong lòng cũng hơi động một chút, bởi vì tên nam tử mặc áo trắng ẩn nấp tu vi mà hắn vô tình gặp khi mới bước đến quan lan thành hai năm trước kia, đang đứng cách hắn chỉ khoảng 10 trượng phía bên kia. Chỉ có như vậy thì tất nhiên hắn cũng chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, dù sao một gã chân tiên muốn đi vào hắc phong hải vực cũng không phải là một chuyện kỳ quái. Nhưng chung quanh người này còn có năm sáu tên tu sĩ nữa, tuy rằng ăn mặc quần áo và trang sức khác nhau, nhưng đều không ngoại lệ, đều ẩn nấp tu vi chân tiên cảnh mà chỉ để lộ ra tu vi hợp thể kỳ nhất là một gã trung niên nhân đang nhắm mắt dưỡng thần trên mặt mày kiếm khí chất kiên quyết dứt khoát rõ ràng là một gã tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ ngoại trừ chính bản thân mình thì trong số những người ở đây hắn chính là người có tu vi cao nhất một cỗ lực lượng không kém như vậy lại tập thể tiến về hắc phong hải vực chắc chắn là có nguyên nhân sâu xa nào đó bất quá chỉ cần những người này không làm gì trở ngại đến mình việc không liên quan đến mình thì Hàn Lập tất nhiên cũng lười quan tâm. Chẳng qua trong nội tâm cũng thêm vài phần cảnh giác với đám người này. Qua một chút thời gian, ước chừng sau hơn một canh giờ, trong sảnh lại có thêm hơn 10 tu sĩ. Ha ha, đã khiến cho chư vị phải chờ lâu, cũng sắp đến giờ khởi động đại trận truyền tống rồi. Một âm thanh trong trẻo vang lên, một lão giả có gương mặt hồng hào mặc áo bảo đen không biết từ đâu đi ra. Đám người cũng trở nên xôn xao, không ít người vốn đang nhắm mắt điều tức cũng hào hào đứng lên. Tất nhiên là Hàn Lập cũng đứng dậy theo mọi người, phát hiện ra lão giả này mình cũng đã từng gặp qua một lần, chính là tên xưng là dịch lão tán tiên kia. Chắc hẳn chư vị cũng biết, hiện tại không giống ngày xưa, trước khi tiến vào hắc phong hải vực, kính xin chư vị theo thứ tự bước qua pháp trận cảm ứng này trước đã. Ánh mắt của lão giả tóc bạc liếc qua từng người, đồng thời giơ một tay lên phía trước người bấm niệm pháp quyết. O, O, N, G. Mấy viên gạch làm bằng ngọc thạch ở chính giữa mặt đất trước lão già tóc bạc cùng mọi người chợt phát ra ánh sáng chói lóa, từ đó có một quả phù văn màu vàng bay lên, đan quấn vào nhau, rất nhanh đã ngưng tụ ra một vòng tròn lớn khoảng một trượng màu vàng đục. Bên trong vòng tròn, có thể mơ hồ thấy được từng đoàn ánh sáng màu vàng đang di chuyển tán loạn, phát ra thanh âm t t e e i. Hai mắt Hàn lập tức thì lóe lên lam quang, phát hiện từng quang đoàn này đều là do vô số kim triện văn tạo thành, thoạt nhìn huyền diệu dị thường, thần sắc trên mặt không đổi nhưng trong lòng thì trầm xuống. Đại đa số tu sĩ ở đây dường như đã sớm biết có một màn này, ngoại trừ rất ít người lộ vẻ kinh ngạc, nhỏ giọng bàn tán vài câu cùng với người xung quanh. Những người còn lại đã bắt đầu theo thứ tự đi vào bên trong vòng tròn. Thời điểm có người tiến vào vòng tròn, quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn khẽ run lên, xuất hiện một chút biến hóa. Lão giả tóc bạc chầm chầm nhìn vào vòng tròn này từ đầu đến cuối, dường như đang quan sát cái gì. Không bao lâu đã có hơn hơn 10 người thông qua được vòng tròn đi vào bên trong truyền tống trận, thậm chí ngay cả tên tu sĩ si áo trắng bị hàn lập chú ý kia cũng đã bình yên đi qua vòng tròn. Đến giờ vẫn không xuất hiện chút dị thường nào, vị đạo hữu này, tại hạ ô mông đảo Lạc Thạch, mấy trăm năm nay bởi có chút nguyên do trong tộc nên phải rời khỏi hắc phong hải vực, lúc đó cũng không có khâu đoạn này, chẳng lẽ những năm gần đây hắc phong hải vực đã xảy ra chuyện gì? Hàn lập không có lập tức tiến lên mà quay sang một thiếu phụ tóc tím hợp thể kỳ bên cạnh hỏi nhỏ xem cách ăn mặc của người này có lẽ là tu sĩ tới từ nam lễ đảo của hắc phong hải vực hắn nhớ rõ đảo này cũng là một phương thế lực của hắc phong đảo đạo hữu đã rời khỏi nhiều năm như vậy không biết rõ tình hình cũng là bình thường đây là quy củ mà lục đảo chủ mới thiết lập hơn trăm năm trước cụ thể vì sao thì ta cũng không rõ ràng nhưng hình như là có quan hệ đến một gã tà tu thiếu phụ tóc tím đang định bước vào trong vòng tròn thì nghe thấy liếc nhìn hàn lập sau đó giải thích thì ra là thế đa tạ đạo hữu giải thích nghi hoặc Hàn Lập cười chắp tay nói, "Thiếu phụ tóc tím tùy ý khoát tay áo, lúc này mới đứng dậy đi lên phía trước." Một gã tà tu, Hàn Lập liếc nhìn đánh giá lại vòng tròn màu vàng kia, trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Đối với tà tu mà thiếu phụ kia đề cập, hắn vô thức nghĩ đến chính bản thân mình. Dù sao bản thân mình lấy tu vi chân tiên cảnh lại giết chết một tên kim tiên rất có bối cảnh như Đào Vũ kia, chỉ sợ rất có khả năng bị Bắc Hàn Tiên cung định nghĩa là tà tu. Nhưng rất nhanh, hắn lập tức bỏ qua suy nghĩ này. Không nói trước đây hắn chưa từng nghe qua Hắc Phong đảo cùng Bắc Hàn Tiên cung có liên quan gì đến nhau, nhưng từ tin tức nơi này nghe được cấm chế đã tồn tại hơn trăm năm, vậy cử động lần này cùng mình rõ ràng không có liên quan. Dù sao trăm năm trước hắn vẫn sống tốt ở trúc long đạo, cũng không làm ra sự tình gì khác người. Ngoài ra, tên tu sĩ áo trắng ẩn nấp tu vi kia cũng không làm cho trận này phản ứng gì, xem ra thiết lập cấm chế này cũng không có để ý đến tu vi chân thật của tu sĩ. Hắn nhẹ hít một hơi, bước lên phía trước một chân đã bước vào bên trong vòng tròn. Quang đoàn màu vàng xung quanh vòng tròn lập tức run lên, tiếp theo có một cỗ lực lượng nhu hòa bao phủ thân thể hắn, giống như có một màn nước nhẹ nhàng chảy qua. Hàn lập chợt trùng mình, thần sắc vẫn như thường tiếp tục bước đi. Một bước, hai bước, ba bước, lão giả tóc bạc chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn chầm chầm vào pháp trận màu vàng, thần sắc ngưng trọng. Phạm vi vòng tròn màu vàng cũng không lớn, Hàn Lập bước đi 4 năm bước đã đi qua, cũng không xảy ra hiện tượng gì khác lạ. Điều này khiến cho hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi. Ngay sau đó, mấy tên tu sĩ còn lại cũng rất nhanh thông qua pháp trận cảm ứng, cũng không có điều gì dị thường xuất hiện. Lão già tóc bạc lúc này mới nhẹ gật đầu, một tay giơ lên thu hồi lại vòng tròn màu vàng. Một tay áo khác lại giơ lên, từng đạo ánh sáng màu lam bắn ra bay đến mấy người Hàn Lập, lộ ra từng miếng phù lục màu lam. Sau một khắc, Hàn Lập chỉ cảm thấy pháp trận truyền tống dưới chân phát ra ánh sáng rực rỡ sau đó hết thảy trước mắt bị bao phủ bởi ánh sáng màu trắng một lúc lâu sau thân thể của hắn chợt trầm xuống sau đó ổn định lại cảnh sắc trước mặt cũng trở nên rõ nét xuất hiện trong một đại điện hình tròn hàn lập vẫn còn chút ấn tượng với nơi này chính là bên trong thiên tinh tháp hắc phong đảo năm đó chư vị đạo hiếu hoan nghênh đi vào hắc phong hải vực một lão bà lưng còng mặc áo đen đang đứng trước pháp trận cười cười nói mọi người nhao nhao chắp tay với lão bà sau đó rời khỏi truyền tống trận đi đến một cái cổng tò vò cách đó không xa. Hàn lập lẫn trong đám người, chậm rãi đi về phía trước. Đột nhiên, dường như hắn phát hiện ra điều gì, bước chân thoáng chậm lại một chút. Ngay vừa xong, hắn hơi đảo mắt nhìn qua một chút, phát hiện tên tu sĩ mặc áo trắng kia cũng không đi ra cùng với mọi người, mà sau khi đi ra khỏi pháp trận truyền tống lại dừng lại trong điện. Cùng dừng lại với tên này còn có những tên tu sĩ chân tiên cảnh ẩn nấp tu vi kia. Đối với điều này, bà lão lưng còng cũng không nói thêm điều gì. Điều này lại càng khiến cho nội tâm Hàn Lập trở nên hiếu kỳ. Chương 350, Phong Thành. Rời khỏi Thiên Tinh Tháp, Hàn Lập và các tu sĩ khác đi dọc theo một con đường bên cạnh Bạch Thạch Quảng Trường, rất nhanh hòa nhập vào dòng người chung quanh. Hắc Phong Thành chính là nơi phồn hoa nhất ở Hắc Phong Hải vực, mà nơi này chính là địa phương phồn hoa nhất ở Hắc Phong Thành, hắn có chút ấn tượng với kiến trúc cửa hàng ở hai bên đường phố. Nơi này cơ bản giống với năm đó, chẳng qua là mấy chỗ náo nhiệt nhất đầu phố nhiều ra mấy cửa hàng lớn cực kỳ xa hoa sinh ý những cửa hàng này cũng là vô cùng tốt. Phần đông tu sĩ ra ra vào vào, bộ dạng một khắc cũng không dừng được. Hàn lập tùy ý đi tới một con đường bên cạnh, phần lớn cửa hàng ở con đường này bán tài liệu, hắn quay đầu nhìn về phía thiên tinh tháp một cái, rồi cất bước đi vào một cửa hàng. Diện tích cửa hàng này không lớn, trong tiệm cũng có ít khách, một tiểu nhị nhìn thấy hàn lập đi vào, lập tức chạy ra chào đón nhiệt tình. Vị khách quan này, xin hỏi người cần tài liệu gì? Hàn lập tùy ý bắt chuyện cùng tiểu nhị, ánh mắt lại liếc nhìn về phía quảng trường thiên tinh tháp gần nửa canh giờ trôi qua ngay chỗ quảng trường vẫn không có bất cứ động tĩnh gì hàn lập nhíu mày vào lúc này một chỗ vắng vẻ trên quảng trường hiện ra các thân ảnh là một đám tu sĩ đi đến một người trong đó chính là bà lão lưng còng đằng sau mấy người là tu sĩ si áo trắng trung niên mày kiếm có tu vi cao nhất cũng ở trong nhóm chẳng qua là đi ở cuối đoàn người mấy người không có dừng lại ở chỗ đó lập tức phi độn về một phương xa trong nháy mắt biến mất ở cuối chân trời. Trong nội tâm Hàn Lập khẽ động, thầm nghĩ, nếu hắn nhớ không lầm, hướng kia chính là vị trí phủ đảo chủ. Hắn tùy ý mua mấy thứ tài liệu, sau đó rời cửa hàng, lại nhìn về phía đoàn người phi độn đi, ánh mắt lộ ra vẻ do dự. Sau đó Hàn Lập lắc đầu, quay người đi đến một phương hướng khác. Mặc kệ những người này cùng Hắc Phong đảo chủ có quan hệ gì, đang mưu đồ chuyện gì, cùng hắn không có quan hệ. Đã như vậy, tốt nhất vẫn là không nên tự mình gây phiền toái. Hàn Lập đi dọc theo con đường, xuyên qua mấy con phố, lúc thân ảnh của hắn từ trong một con hẻm nhỏ yên lặng đi ra, thân hình dung mạo lại lần nữa phát sinh biến hóa, biến thành một đại hán mặt vàng. Mặt nạ vô thường minh biến ảo dung mạo dễ dàng, hắn đi dọc theo con đường này, cơ bản đi qua mỗi nơi đều thay đổi một dung mạo và cách ăn mặc mới, phòng ngừa vạn nhất. Thời gian tiếp theo, hắn đi dạo bốn phía Hắc Phong thành, mua bổ sung những thứ còn thiếu trên người có lẽ hiện nay hắc phong hải vực có nhiều liên hệ với ngoại giới so với trước kia nên nội thành xác thực phồn hoa hơn nhiều so với lúc trước các loại linh tài đan dược hiếm thấy cũng bắt đầu xuất hiện ở tất cả các cửa hàng rồi gần nửa ngày sau hàn lập mới bay lên trời hóa thành một đạo thanh hồng bay về hướng xa một lát sau hắn đáp xuống quảng trường ở phủ đảo chủ nơi này so với trước kia cũng không có biến hóa nhiều chẳng qua là bên trong phủ đảo chủ bị tầng tầng cấm chế bao phủ quang mang lập lòe tu sĩ bên trong lại cẩn thận dò xét, so với trước kia giới nghiêm hơn nhiều. Hàn Lập cũng không dừng lại lâu, đi vào điện phủ xem các nhiệm vụ. Trong điện tụ tập không ít tu sĩ, so với trước nhiều hơn rất nhiều, nhiệm vụ trên thạch bích vẫn ở chỗ cũ, phía trên rậm rạp chẳng chịt tràn ngập các loại nhiệm vụ, so với trước cũng nhiều hơn nhiều. Nội dung nhiệm vụ so với trước cũng cải biến không ít, trong đó nhiều nhất là nhiệm vụ ngăn địch, trấn giữ, cũng là vì đối kháng thanh vũ đảo. Thậm chí còn có nhiệm vụ trực tiếp chính là treo giải thưởng, Săn giết tu sĩ Thanh Vũ Đảo, săn giết một người đều có phần thưởng tương ứng. Hàn Lập xem nhanh các nhiệm vụ trên thạch bích, rất nhanh xem qua một lượt. Trên thạch bích không có xuất hiện bất kỳ nhiệm vụ nào liên quan đến hắn, thậm chí cũng không có đề cập chút nào đến sự tình trúc long đạo. Hàn Lập thấy vậy, trong lòng như cũ vẫn không thể hoàn toàn yên tâm. Hắn ở trong đại điện đi hai vòng, tìm mấy tu sĩ đang xem nhiệm vụ hỏi bóng hỏi gió một phen, nghe xong xác thực không có bất kỳ thông tin gì về tiên cung đuổi bắt mình, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá trước khi rời đi, vì để người không chú ý, hắn tiếp nhận một cái nhiệm vụ thu thập tài liệu yêu thú nào đó. Đi ra đại điện, Hàn Lập lại quay đầu nhìn về phía phủ đảo chủ một cái, sau đó hóa thành một đạo thanh hồng bay ra cửa thành. Kết quả hắn vừa mới phi độn được nửa đường, dị biến phát sinh. Một hồi thanh âm nổ vang nặng nề đột nhiên từ bốn phương tám hướng hòn đảo truyền đến, trong đó xen lẫn tiếng nổ mạnh rào rào. Sắc mặt Hàn Lập khẽ biến, vội vàng ngừng độn quang, nhìn lại chung quanh chỉ thấy chung quanh hắc phong thành hiện ra từng cột sáng màu lam, phóng thẳng lên trời, giống như một cái hàng rào, bao phủ cả hắc phong thành vào bên trong. Lực lượng chấn động cường đại từ bên trong cột sáng tán phát ra, hư không cũng theo đó run rẩy lên. Từng vòng quang mang như nước từ bên trong cột sáng màu lam lan ra, nguyên bản những cột sáng này thẳng tắp nhanh chóng gãy ngoặt, hội tụ lại chính giữa, rất nhanh dung hợp cùng một chỗ, cột sáng chung quanh với cột sáng ở giữa cũng nhao nhao tương liên. Một lát sau, một màn sáng màu lam dày đặc hiển hiện ra, bao bọc cả thành trì vào bên trong. Phía trên màn sáng vô số gợn sóng quang mang như nước lưu động, trồng lên tầng tầng, vừa nhìn liền biết là pháp trận cực kỳ tinh diệu. Hàn lập nhíu mày, suy nghĩ một lát, sau đó thúc giục độn quang tiếp tục bay về phía trước, rất nhanh đã đến cửa thành. Nơi đây tụ tập không ít người, các loại thanh âm hỗn tạp đan vào nhau, náo động dị thường. Hàn lập bất động thanh sắc đáp xuống gần chỗ đám người, sau đó hòa nhập vào bên trong bọn họ. Lúc này, vài tên tu sĩ phía trước đứng đối diện với mấy tên hộ vệ thành mặc trường bào màu đen hỏi. Xảy ra chuyện gì vậy? Vì sao đột nhiên mở ra đại trận hộ thành? Chúng ta có chuyện quan trọng cần ra khỏi thành, mấy vị đạo hữu có thể mở cửa thành hay không? Chư vị, lục đảo chủ hạ lệnh mở ra đại trận hộ thành là vì nhận được tin tức người thanh vũ đảo có ý đổ đánh lén hắc phong thành ta. Là để phòng ngừa vạn nhất, lúc này mới khởi động đại trận. Chỉ cần tiêu diệt quân địch, lập tức sẽ hủy bỏ đại trận thủ lĩnh vệ thành chắp tay hướng mọi người cất giọng nói. Hàn Lập đứng ở một bên, nghe xong, trong lòng có chút kinh ngạc. Tuy rằng hắn đã biết hôm nay mâu thuẫn giữa Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo ngày càng kịch liệt, nhưng lại không không ngờ đạt đến tình trạng phải mở đại trận hộ thành. Hơn nữa nhìn phản ứng mọi người chung quanh, tựa hồ đối với lời giải thích của thủ lĩnh hộ vệ cũng không quá mức kinh ngạc. Vị đạo hữu này, đại trận hộ thành này chẳng lẽ thường xuyên mở ra? Hàn lập một phen tư lược, do hỏi một lão giả áo hồng bên cạnh. Lão giả áo hồng nghe vậy, có chút kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lập, hỏi các hạ chẳng lẽ không phải tu sĩ Hắc Phong Thành. Tại hạ vừa mới dùng truyền tống trận đi vào Hắc Phong đảo, đối với tình huống nơi này đều chưa quen thuộc, kính xin các hạ chỉ giáo một chút. Hàn Lập cười khẽ một tiếng, thập phần khách khí nói: "A, à, cái này khó trách, Hắc Phong đảo cùng Thanh Vũ đảo những năm này tranh đấu càng ngày càng kịch liệt, Hắc Phong Thành mặc dù là một đại bản doanh của Hắc Phong đảo, nhưng cũng không thể nói là nơi an toàn." những năm này đại trận hộ thành xác thực đã mở ra nhiều lần lão giả áo hồng trước gật đầu nhẹ lập tức nói ra a à, không biết tình hình chiến đấu song phương như thế nào phương nào chiếm thượng phong hàn lập dừng lại một chút tiếp tục hỏi chỉnh thể thực lực hắc phong đảo nguyên bản mạnh hơn thanh vũ đảo nhưng mà những năm này thanh vũ đảo lôi kéo rất nhiều người bên ngoài đảo thực lực tăng nhiều địa vị đã ngang với hắc phong đảo ai không biết trận tranh đấu này khi nào mới kết thúc lão giả áo hồng thở dài nói Hàn lập chậm rãi gật đầu, ánh mắt lập lè, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong lúc mọi người đang ông ông nghị luận, một gã trung niên mặt đen tu vi đạt tới đại thừa kỳ ở trong đám người kia đi ra, cao giọng hỏi, xin hỏi các hạ, không biết khi nào mới có thể hủy bỏ đại trận. Cũng không thể để cho nhiều người chúng ta như vậy không ngừng nghỉ chờ đợi ở đây a. À. Nguyên lai like là thai tộc trưởng, tại hạ cũng không rõ tình huống cụ thể, có lẽ hai ba ngày. Cũng có thể cần 10 ngày nửa tháng nếu có tình huống đặc biệt cần rời khỏi hắc phong thành gấp có thể tự tiến về phủ đảo chủ cầu kiến lục đảo chủ để đảo chủ ban cho lệnh bài ra khỏi thành chúng ta tuyệt không ngăn trở thủ lĩnh hộ vệ liếc nhìn người này nói ra trung niên mặt đen nghe vậy trao mày nhưng cuối cùng không nói gì nữa mọi người tuy rằng có chút không tình nguyện nhưng hiển nhiên cũng không dám đắc tội người phủ đảo chủ về phần tiến về phủ đảo chủ thỉnh lệnh bài ra khỏi thành tự nhiên không ai gấp đến tình trạng phải làm như thế nghị luận một hồi Chúng tu sĩ tụ tập ở cửa thành rất nhanh liền tản đi. Hàn Lập nhíu mày, trong nội tâm thở dài, xem ra vận khí của hắn cũng không tốt, nếu là xuất phát sớm trước nửa khắc, lúc này đã thuận lợi ra khỏi thành rồi. Hắn nhìn màn sáng màu lam trên không trung đánh giá một lát, sau đó cáo từ lão giả áo hồng bên cạnh một tiếng, rồi quay người đi đến con đường vòng vèo quay về. Đại trận hộ thành mở ra tuy rằng đưa tới một hồi bạo động, nhưng rất nhanh liền lắng xuống, dù sao loại tình huống này đã xuất hiện nhiều lần. Tất cả mọi người tuy có oán thầm chút ít, phàn nàn vài câu, nhưng rất nhanh rồi cũng trôi qua. Không bao lâu, Hàn Lập tìm một gian khách sạn vắng vẻ ở Hắc Phong Thành, đóng cửa không ra. Thời gian trôi qua, màn đêm phủ xuống rất nhanh. Trong mật thất, Hàn Lập đang khoanh chân ngồi bỗng nhiên mở mắt, đứng lên, một tay phất lên, hơn 10 đạo ánh sáng màu xanh bắn ra, rơi vào các nơi trong phòng, mở ra cấm chế. Lập tức, tay hắn bấm niệm pháp quyết, quanh người hiện ra từng đạo kim sắc lôi điện, khuếch tán ra chung quanh rất nhanh ngưng tụ thành một kim sắc lôi trận. Truyền tống, hắn bấm niệm pháp quyết phung lên, lập tức pháp trận lôi điện sáng lên mãnh liệt, thân ảnh của hắn mơ hồ xuống, lúc này biến mất vô tung trong pháp trận. Quang mang kim sắc lôi điện lưu lại trong phòng chấn động vài cái, rất nhanh triệt để biến mất. Cùng lúc đó, trong một gian thạch thất sâu trong lòng đất dưới phủ đảo chủ. Nơi này ánh sáng lờ mờ, hắc sắc quang mang ở bốn phía giống như gợn sóng bắt đầu khởi động. Chính giữa mật thất đặt một cái ngọc đài màu lam cực đại, phía trên lơ lửng một đám trận kỳ màu lam, rậm rạp chẳng chỉ tối thiểu cũng hơn vạn cái. làm quang trói mắt từ trên những trận kỳ này lan ra, ngưng tụ thành một màn sáng màu lam hình bán cầu, bao phủ ngọc đài màu lam phía dưới. Mà trên ngọc đài màu lam này là một phù điêu hình tòa thành, nhìn kỹ thì ra chính là Hắc Phong Thành. Chương 351: Trên đường gặp phân tranh. Bên cạnh bạch ngọc đài màu xanh ra trời, một lão giả mặc hắc bào đang khoanh chân ngồi, quanh người lơ lửng mấy chục cái khay ngọc màu xanh ra trời, thỉnh thoảng phập phồng nhẹ. Vào thời khắc này, bên trong một cái khay ngọc chợt run lên, mặt ngoài hiện ra một luồng quang mang kỳ lạ. Lão giả lập tức mở to mắt, nhìn vào cái khay ngọc, bạch mi bỗng nhúc nhích. Chữ lão, xảy ra chuyện gì? Một thanh âm vang lên, trong bóng tối mật thất một người mặc cẩm bào màu đen đi ra, đầu đội máu, đúng là hắc phong đảo chủ lục quân. Những năm qua, gã vẫn không thay đổi gì, trên mặt vẫn tràn đầy vẻ uy nghiêm. Bẩm đảo chủ, vừa mới có người xuyên qua đại trận hộ thành. Lão giả áo đen nhíu mày nói, xuyên qua là có người phá giải cấm chế đại trận hộ thành sao? Lông mày lục quân trao lên hỏi, không phải phá giải mà là dùng một loại độn thuật cực kỳ đặc biệt trực tiếp xuyên qua. Lão giả áo đen chậm rãi nói ra, xuyên qua, lục quân nhướng mày, hẳn là một loại bí thuật có thể sử dụng không gian chi lực, hộ thành đại trận tuy có thể ngăn trở độn pháp bình thường, nhưng lại không có tăng thêm cấm chế không gian, xem như là chưa có hoàn thiện bị xuyên thẳng qua cũng là bình thường một thanh âm khác vang lên trong bóng tối lại có một bóng người đi ra nếu có hàn lập ở đây chỉ sợ có thể nhận ra người này chính là trung niên nam tử mày kiếm trong đám người ban ngày đã gặp qua